Trong Phật Pháp khi mà chúng ta tu tập á, thì hàng ngày á, cái quan trọng nhất là chúng ta nên để ý đến cái tâm thức của mình. Bởi vì hàng ngày chúng ta phần lớn là quan tâm cái thân mà quên quan tâm cái tâm của mình. Thí dụ mình quan tâm là một ngày mình ăn mấy bữa, rồi mình phải làm sao cho mình được đẹp, mặc bộ đồ nào cho nó đẹp, tóc mình phải làm sao cho nó đẹp, da của mình làm sao cho nó đẹp. Tất cả những cái đó không có sao hết, vì đó là cuộc sống, sống là phải đẹp, thấy không? Nhưng mình mới lo cái phần đẹp bên ngoài mà mình quên chăm sóc cái đẹp bên trong. Mà cái đẹp bên trong nó quan trọng lắm, tại vì nếu mà bên trong nó đẹp á thì nó sẽ tương tác với bên ngoài, thì cái này mình gọi là gì? Đẹp trọn vẹn. Chúng ta gọi là mỹ mãn. Chúng ta gọi là gì? Thập toàn. Thấy không? Đẹp toàn vẹn, đẹp trong, đẹp ngoài, đẹp người và đẹp nết. Tại vì cái nết là do cái tâm mình tiếp nhận cái cuộc sống, nó mới tỏa ra được cái cách sống. Đó, cho nên á, hàng ngày chúng ta đi theo những cái đạo đức để làm gì? Không phải để chúng ta khoe, mà là chúng ta huân tập. Đó là những từ trong Phật giáo là huân tập. Cho nên một người sống ở đời mỗi ngày, chúng ta đều huân tập hết, tức là chúng ta đều thu nhận rồi kết nó thành một khối. Nhưng mà nếu chúng ta có ý thức, có chánh niệm, thì chúng ta sẽ huân tập những cái điều hay lẽ tốt. Còn nếu không thì những cái xấu, những cái tạp, nó sẽ huân tập trong cái tâm thức của mình. Pháp Hòa ví dụ như là mình có một quyển sách, một cái cuốn tập. Nếu mà mình mỗi ngày đọc sách, nghe pháp, mình nghe ai nói những lời hay, đọc những câu nào hay, mình ghi vào trong cuốn sổ đó, thì lâu ngày cái tự nhiên mình có được một quyển sổ với rất nhiều những câu châm ngôn, những lời hay ý đẹp để nhắc nhở mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta mở cuốn sổ ra, chúng ta ngồi chúng ta viết này kia vô đó, thì cuối cùng cũng một cuốn tập đầy, nhưng mà thật sự ra toàn là những cái câu gì, số phone của ai, rồi hoặc là mình ghi gì, nó không có thành một cái văn bản mà để chúng ta đọc chúng ta hiểu được. Mình có cái notebook để mình ghi những cái điều, những cái giờ giấc hẹn hò của mình, nhưng phải nên có một cuốn tập để chúng ta thu nhận những lời hay ý đẹp, thì chúng ta sẽ có một quyển sách hay mà do chính chúng ta là người đã huân tập thu nhận nó. Nhưng mà ngược lại thì chỉ là một cuốn tập, mà hoặc là nhiều cuốn tập, nhưng mà toàn là những cái lời, những cái lúc chúng ta ngồi chơi nói chuyện, chúng ta quệt quạt trong đó mà không có một cái gì thực tế nó hay ở trong đó hết. Tâm hồn của mình cũng vậy, mỗi ngày mình tìm tòi những cái gì hay để chúng ta thu nhận, làm giàu đẹp cho tâm hồn của mình. Ví dụ mình học nhiều ca dao tục ngữ, khi mình nói ra điều gì đó, cái nó có ca dao tục ngữ, nó nhắc nhở, nó vừa hấp dẫn vừa hay, mà nó vừa làm cho người ta dễ nhớ, và nó xác định được cái điều này trong cuộc sống người xưa cho tới nay vẫn ghi nhận những cái đó. Và quý vị có công nhận rằng con người mình á, cái tâm thức của mình á, dễ bị nhiễm không? Mình gần đâu là mình nhiễm đó. Mình rất là dễ nhiễm, cũng giống như một cơ thể không khỏe, rất là dễ trúng gió. Ra ngoài gió một chút là cảm liền, ra ngoài một chút là cảm liền, vì một cơ thể mình nó rất là yếu ớt, nó không có đủ những cái đề kháng ở trong người. Cho nên thỉnh thoảng mình, mỗi ngày mình phải uống một viên thuốc hay một chai nước gì đó để cho trong cơ thể mình nó có chất đề kháng. Gần cái người cảm mà mình đủ khỏe thì họ cảm nhẹ nhẹ, không có đủ làm mình bị lây bệnh. Còn không thì rất là bị dễ nhiễm bệnh do mình cơ thể không khỏe. Một tâm hồn không khỏe nghĩa là gì? Nghĩa là trong đầu mình, trong tâm thức mình, cái chánh pháp nó không đủ, thì những cái tà pháp, tà kiến nó hay xen vào,
mà nó ảnh hưởng trong cuộc sống của mình. Mới đây có một vị Phật tử đi mua nhà, thì đi mua cái nhà thích lắm, thích từ trong ra ngoài, mặt cả nhà đi coi cái nhà đó thích vô cùng. Thì thấy cái nhà nó thích định mua, thì khi đi ra ngoài thì bỏ quên một cái vật gì đó, thì mới đi vào bên trong lấy, sẵn tiện đi toilet luôn. Đi xong thì đi ra sơ ý cái đầu đụng vô cái đèn người ta treo, thì nó trầy xước một chút, chảy máu. Vậy thì cái người Phật, cái vị cư Phật tử đó khủng hoảng lên, gọi cho Pháp Hòa: thầy ơi, thầy con muốn kể thì nghe chuyện. Kể xong hết cho hỏi một câu: vậy mình có nên mua cái nhà đó không? Pháp Hòa hỏi: vụ gì? Như vậy không phải nó có điềm nó báo cho mình hả? Có điềm xui nó báo cho mình đi mua nhà mà chảy máu. Quý vị thấy không? Pháp Hòa mới nói: tại sao mình phải hù dọa mình cái kiểu gì ngộ vậy? Nhiều khi mình sơ ý, mình đi, mình quẹt, mình trầy chân, mình dấp lỗ, mình té, không lẽ cái gì trong cuộc đời này sáng ra cái bước cái trợt cái ép cái chắc bữa nay xui lắm thôi đừng đi làm. Thí dụ vậy. Thì quý vị thấy không, tại sao mình sợ như vậy? Tại vì mình không có đủ chánh kiến chánh pháp, mình bị những cái lệch lạc, những cái xui xẻo đó nó xâm chiếm mình, và cả ngày mình sống với những cái mê như vậy, cái gì mình cũng tin. Thắp cây nhang mà thắp cây nhang lên là 10 cây mà có 1 cây không cháy, tới phát hết trơn mọi người cây nhang ai cũng cháy, có 1 cây nhang mình không cháy, chợt chết mồ rồi, sao xui quá vậy đó. Rồi rốt cuộc mình sống với những cái sợ hãi như vậy, tại sao? Tại vì mình không có cái chánh kiến chánh pháp. Chuyện gì mình cũng sợ hết. Đi chơi muốn mua vé máy bay mà phải coi ngày mua vé máy bay, để làm chi biết không? Đừng có bị cancel. Nhưng mà nếu mà thời tiết mà nó xấu quá, nó cancel máy bay mình, thì như vậy tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Vì thời tiết nó xấu cho nên người ta mới hủy chuyến bay mình an toàn. Chứ mắc cái gì mà gọi là chết chết rồi, không được rồi. Bởi đi bữa đó mua vé coi ngày thế mới vậy nó cancel rồi. Hỏi nguyên do là do máy bay nó hư, thời tiết không tốt, người ta hủy chuyến bay. Như vậy là tốt chứ tại sao xấu? Là vì thời tiết không tốt, người ta do sự an toàn, nếu người ta miễn cưỡng người ta cất cánh có phải nguy hiểm không? Cho nên con người của chúng ta không có đủ tự chủ lấy mình, và cứ để cho những cái đó nó làm chủ mình. Đó là lý do tại sao Đức Phật không có khuyến khích. Đức Phật không có khuyến khích là mình làm, mình sống như vậy, rốt cuộc mình thành một người sống mà không có tự chủ, mà dựa dẫm vào những cái đó. Bất cứ cái gì mình cũng đợi tới cái sự phán xét của cái đó. Mình không có bác. Cái đó mà ai muốn tin thì cứ tin. Nhưng mà một thời gian sau mình sẽ thành một thói quen là sống không có quyết định được cái gì hết. Cái gì cũng phải cầm 2 đồng xu ra xin hết. Cho mới làm, không cho không làm. Ví dụ như nói con muốn đi xin việc, xin có được không? Quăng 2 đồng xuống cái không được ở nhà. Mà trong khi đó thôi, nhà không có cơm ăn, tiền không có xài, mà người ta thì đăng bảng, người ta kêu kiếm tìm việc, mà mình cứ do 2 đồng tiền đó nó quyết định. Rốt cuộc cái nhà không có gì. Rồi muốn làm cái gì cũng xin như vậy. Cho nên ở đây á, chỉ muốn nhắc là chúng ta phải đủ cái can đảm làm cái công việc của mình. Vì sao? Vì quý vị nhớ người xưa có dạy mình một câu như thế này: tất cả những việc gì mình làm có tính cách quan trọng lúc đầu đều gặp trở ngại, nhưng chính cái sự trở ngại đó nó mới đưa mình đi tới chỗ thành công, vì mình học hỏi từ sự trở ngại và mình có được cái ý chí trong công việc đó. Mà quý vị nhìn lại mấy mươi năm qua, nếu chúng ta không có ý chí sống, làm sao chúng ta có được như ngày nay? Nếu chúng ta không có cái ý chí vượt khó, làm sao chúng ta có được như ngày nay? Bởi vì cuộc sống không bao giờ cái gì mà nó dễ dàng cho mình được. Xin lỗi, nhiều khi một cái chuyện đơn giản thôi, muốn làm quen một người bạn trai bạn gái cũng đâu phải dễ. Mà nếu mình thương cái người đó, mình phải đeo đuổi người đó. Mình phải làm sao để người đó phải lòng mình. Cho nên mới nói đó, chưa nói tới công việc, nói tới mọi thứ.
Cho nên không có việc gì mà nó dễ, chỉ quan trọng là chúng ta có đủ ý chí để chúng ta làm hay không. Nội cái chuyện mình thức sớm tụng kinh thôi là cả một phấn đấu. Tại mình rất là thích ngủ, đầu hôm thì thức cỡ nào cũng được hết, nhưng mà sáng mệt rồi phải cho ngủ. Mình có khả năng thức khuya nhưng không bao giờ đủ khả năng thức sớm. Ngủ khuya nhưng mà thức sớm khó lắm, phải không? Mỗi một cái việc nhỏ đó thôi, mình có khả năng nghĩa là đi chơi, nhưng mà khi đi thì vui vẻ, mà lúc về đi làm lại thì hơi lười. Lúc thà là đi làm luôn đi, chỉ nghỉ holiday rồi đi làm lại nó lười lắm. Cho nên một trong những cái chuyện rất đơn giản đó. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận là để ý, quan tâm cái đời sống của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ á, mình để ý mấy đứa nhỏ đó, khi nó đi học mình thấy nó có vẻ như là lúc này hơi hư hư là quan tâm liền, coi tại sao, đi tìm cái trường khác liền. Tại vì cái môi trường, vì mình rất sợ con mình nó nhiễm. Thì con nít mình cũng quan tâm như vậy, người lớn nó có cái nhiễm của người lớn, người nhỏ có cái nhiễm của người nhỏ. Cái quan trọng là chúng ta nhận thức được cái sự dễ nhiễm của mình để chúng ta đừng có đi xa hơn. Cho nên á, chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là đối lại với thiện. Ác là đối với thiện, thiện là lành, là tốt, là tăng trưởng. Còn cái gì mà làm trái phép đưa đến cái hậu quả xấu gọi là ác. Còn cái gì mà chúng ta làm mà đưa đến cái hậu quả tốt gọi là thiện. Ví dụ mình ăn cắp đưa đến hậu quả bị bắt, và có thể con cái mình có học theo cái cách ăn cắp của mình đó, thì cái việc đó là ác. Ác là sao? Những gì chúng ta làm trái với cái thiện và sẽ đưa đến hậu quả xấu, định nghĩa nó là ác. Nhưng điều gì chúng ta làm lợi ích ngay trước mắt, làm thiện cho mọi người và sẽ đưa đến cái quả lành, đó là thiện. Còn nếu mà nói thiện ác á, thì kinh sách rất nhiều cái định nghĩa. Hôm nào chúng ta có giờ chúng ta sẽ nói một việc đó riêng. Nhờ ở đây vì chúng ta đang học một câu kinh Pháp Cú, câu thứ 163. Và cái câu này nó chỉ nhắc nhở chúng ta đơn giản như thế này: dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Câu này đơn giản là: việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc làm có lợi ích cho ta thì lại rất khó làm. Việc gì mà ác á, nó dễ làm lắm, nhưng mà chính nó dễ làm như vậy cho nên nó cũng dễ mang đến cái hậu quả xấu cho mình. Còn cái việc ác, việc thiện khó làm, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó làm thì chúng ta sẽ mang lại được cái kết quả tốt. Thường thường á, chúng ta sống rất dễ nhiễm. Hồi xưa có bà mẹ có người con trai tên là Tăng Sâm. Thì cái ông này á, cùng một cái thời điểm đó có một người cùng tên giết người. Thì người ta chạy tới với bà, ta nói là con trai bà là Tăng Sâm giết người. Người ta mới đồn ra, bà nói không, con trai tôi không giết người. Rồi thì chừng vài tiếng sau người khác chạy tới báo cho bà biết con trai bà giết người. Bà vẫn bình an. Nói lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì tới lần thứ năm cái bắt đầu bà hoảng lên, bà sợ hãi. Câu chuyện đó chỉ muốn nói rằng cái gì mà xấu mà người ta đồn riết, người ta nói riết, tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên Đức Phật nhắc nhở chúng ta, điều gì chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta đừng có vội tin. Chứ không phải là không tin ha, khoan tin, đừng có vội. Suy xét cho kỹ, nghĩ cho thấu đáo rồi chúng ta nói. Tại vì có những việc người ta rơi vào cái tình huống đó, người ta không thể tự chủ, nhưng mà tâm người ta không muốn, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh nào đó người ta không làm gì khác hơn. Cho nên có nhiều lúc thấy cái sự việc đó như vậy, nhưng người đó không phải là chủ đích của họ.
Thì như vậy dù có sai, nhưng mà cái chính đương sự không có khởi cái tâm đó, thì nó mình cũng hiểu được rằng sự việc nó không đến nỗi 100% vừa khởi tâm mà vừa hành động. Cho nên người ta thường thường người ta xử một cái vụ án, người ta nhiều khi là do cố tình, do vô tình, hay là tòng phạm, hay là tự mình bảo vệ mình mà chúng ta phải hành hung cũng có, gọi là gì, tự vệ, vì tự vệ mà lỡ phạm đến người khác cũng có. Cho nên cái câu kinh này rất dễ là dễ làm các điều ác, vì dễ làm cho nên rất dễ hại mình. Thường thường á, cái gì mà nó dễ á, cái đó cũng phải coi chừng. Trước hết là hại cái gì? Cái tâm ỷ lại, cái sự không tôn trọng. Còn cái gì mà khó đó, chúng ta sẽ biết chừng mực. Hồi đó có cái đứa nhỏ đó, mẹ nó cứ đút tiền cho nó hoài, cứ cho nó tiền hoài. Thì một ngày nọ ba nó nói á, khi nào con đi làm con đem tiền về đây thì ba cho con ở nhà, còn không thì con phải đi ra ngoài con tự kiếm tiền con sống. Thì thằng nhỏ này nó đi ra ngoài, thì một hôm nó cầm tiền về, nó nói ba, con mới đi làm được nhiêu đây tiền nè. Thì nó vừa đưa cho ông cầm tiền, ông giục xuống đất, nó tỉnh bơ cái ông ấy, tiền này không phải của con. Thì cuối cùng đúng như thật, tiền đó là do bà má lén đưa cho ảnh, cho nên rồi ảnh về ảnh đưa, nó là do ảnh đi làm. Cái thì thôi mấy ngày sau, thời gian sau, cái ảnh cầm đồng về, ảnh nói ba, tiền này con đi làm được tiền về. Ông lấy ông giục xuống cái sông đó, nó nhào xuống đó, nó chụp đồng nó lại. Ổng bây giờ bắt đầu tin đây là tiền thiệt của nó. Tại sao? Tại vì của nó làm một tiếng đồng hồ nó mới có được nhiêu, bây giờ nó mới biết quý cái tiền nó. Hồi nãy nó cái lúc trước giục tiền của nó tỉnh bơ là gì, nó biết tiền này không phải của nó. Nhưng mà do nó cực khổ nó kiếm được đồng đó, cho nên khi ổng quăng cái tiền đó, nó chạy theo nó lượm lại, thì ổng mới chắc chắn rằng tiền này của nó. Thì cái gì mà mình dễ thì mình dễ làm, thì nó cũng dễ đưa đến cái chỗ đọa lạc. Vì vậy mà chúng ta thấy cái gì mà khó đó, mà chúng ta làm được thì rất quý. Dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình. Cho nên chính vì dễ làm cho nên chúng ta thỉnh thoảng cũng khởi cái tâm sao khinh thường ngạo mạn. Còn khó làm cho nên chúng ta để ý từng chút và chúng ta thành tựu được, chúng ta biết trân quý nó. Quý vị thấy á, cái gì mà mình để tâm để ý, mình cực nhọc mình làm, mình biết quý lắm. Cho nên cái người nghèo á, nó cũng có hai cái thái độ khi họ giàu. Một á, khi họ nghèo á, họ giàu rồi cái họ biết thương người nghèo. Rồi sau nữa họ sống họ biết chừng mực, họ không có dám phung phí, tại vì họ trải qua cái nghèo, họ thông cảm được, thương được người nghèo và biết trân quý những gì mình có. Đó là người có chánh niệm, có tư duy nha. Nhưng mà người cũng là một tư duy, nhưng người ta tư duy kiểu khác. Hồi đó mình nghèo, bây giờ mình giàu, mình phải làm sao? Phải ăn chơi để trả thù lúc mình nghèo. Cho nên thì người ta bắt đầu ăn chơi và người ta nói rằng hồi đó mình nghèo mình không được hưởng, bây giờ mình có của mình phải hưởng và không mắc mớ gì phải cho ai hết. Tại vì tôi sợ cái nghèo lắm. Và nhiều khi người ta sợ nghèo, người ta tìm mọi cách để người ta bảo vệ cái của cải cũng như là địa vị, có thể đưa ra tới những cái sự lầm lỗi. Cho nên làm gì làm chúng ta đều phải có chánh niệm. Dù có nhiều người ta nghèo nhưng mà người ta có chánh niệm, cho nên người ta không gian tham, người ta không có đố kỵ, tức là ganh tị, mà người ta rất sống chánh niệm với cái tiền của người ta có. Vì người ta có cái tự trọng, có chánh niệm, có tư duy, có học pháp. Còn người không có thì người ta tìm mọi cách để có, thì từ cái nghèo nó sanh ra cái xấu. Cho nên vì nghèo khổ cho nên người ta có sanh ra nhiều cái tội lỗi, là vì nghèo cho nên bất chấp, miễn có của thôi. Thật thử ra thiếu chánh niệm, thiếu tư duy thì dù giàu hay nghèo đều đem tới cái khổ lụy. Thí dụ giàu sẵn tiền quá cho nên ăn xài, mà ăn xài càng nhiều càng đậm thì có thể đưa đến chỗ thiếu hụt, rồi từ đó tội lỗi nó sanh. Đó, giàu mà thiếu chánh niệm cũng đưa ra đến. Cho nên có một vị đạo hữu, ông không để tiền của lại cho ông con cái nhiều, vì sao?
Ông nói rằng nếu mình để tiền của nhiều cho con, nếu mà con mình nó không đủ cái đạo đức, tức là cái sự hiểu biết á, có thể tiền của này hại nó, vì nó sẽ phung phí, nó đọa lạc. Còn để cho nó ít hoặc là không, nó sẽ cố gắng nó đi làm, nó giữ gìn cái tiền của nó, thì tự nó vươn lên. Còn mình để lại chưa chắc là cái tốt cho nó, vì nó sẽ dựa dẫm vào cái này mà nó phung phí. Cho nên cuối cùng á, giàu hay nghèo đều phải có chánh niệm mà sống. Chúng ta thiện hay ác không phải cái gì khác hơn là từ cái sự gần gũi tập nhiễm của mình, cái sự huân suy nghĩ lâu ngày của mình, nó thành ra cái tư duy, cái cách sống. Cho nên chúng ta có thể làm đẹp cho mình tốt rồi, nhưng mà hãy ráng làm sao làm đẹp cho tâm hồn của mình bằng cái cách là chúng ta huân tập mỗi ngày, làm sao cho cái tâm mình ở cái định. Tại sao trong chùa khi ai bắt đầu vào tu thì phải bắt đi vào một cái khuôn? Vì sao vậy? Vì không muốn người đó đi vào những cái nhiễm ô. Cho nên đối với một người trong Phật giáo á, nếu là Phật tử tại gia đó, một cư sĩ, một Phật tử tại gia, thì thứ nhất tập ăn chay nè, thứ hai là quy y Tam Bảo giữ giới nè, rồi ngồi thiền tụng kinh mỗi ngày nè. Tại sao một cư sĩ cũng phải có hành trì? Vì đó là bảo vệ cho cái đời sống tại gia của mình được hạnh phúc, được an toàn, không để cho những cái pháp bất thiện nó xâm chiếm vào cuộc sống của chúng ta. Tại vì con người mình dễ nhiễm lắm, mà mình mà không có cái sự thúc liễm là mình buông liền à, mình buông luôn liền à. Rồi đối với người xuất gia càng khó hơn nữa. Về hình tướng, người xuất gia phủi tóc, mặc y phục của người xuất gia để chi? Để thúc liễm mình, không để cho mình đi vào cái phạm vi không nên vào. Đó là về cái thân thôi. Đó là chưa rồi, hàng ngày phải thiền định, phải sám hối, phải tu tập để làm gì? Để giữ mình trong một cái khuôn khổ đó. Như vậy tất cả những cái phương thức tu tập chỉ nhằm một mục đích là thúc liễm cho con người, để cho chúng ta không đi xa vào những cái điều, những cái nơi mà nó không phải, chúng ta không được phép. Thúc liễm thôi. Cho nên á, tại sao mình đám cưới phải làm lễ thành hôn? Vì giây phút đó là xác định bổn phận của anh, của chị bây giờ không phải là một người độc thân nữa. Anh chị bây giờ là một người đã có gia đình và đã có lễ thành hôn, đã thành một người nam, một người đàn ông có vợ. Chị là một người đàn bà đã có chồng, thì sống đúng cái bổn phận đó. Rồi người đi tu làm lễ quy y Phật, đầu tiên vô lễ quy y để làm chi? Để xác định cái bổn phận của người anh bây giờ là bổn phận của một Phật tử, sống biết làm lành bỏ ác. Rồi khi anh đi xuất gia, có lễ xuất gia để làm chi? Để nhắc nhở anh rằng anh đã là một người xuất gia, rời cái đời sống thế tục để đi vào cái đời sống của một người xuất gia. Cho nên cái lễ đó nó chỉ là một cái hình thức, nhưng chính cái hình thức đó đủ cái khả năng để thúc liễm một con người, để họ đừng có vi phạm vào những cái điều mà họ đã quyết định đi vào cái con đường đó. Cho nên lễ cưới, lễ quy y, lễ xuất gia, bất cứ rồi một mình cuộc sống xã hội mình đi thi quốc tịch thì có lễ tuyên thệ để xác định mình bây giờ là một công dân của đất nước đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nhớ là tại sao chúng ta có mặc y áo rồi hình thức như thế này thế kia. Bây giờ á, quý vị đến chùa xin cúng thất cầu siêu cho người thân, thì hả, nói lễ thì phải có nghi. Vì cái nghi thức đó để làm gì? Để mình đi vào một cái khuôn khổ nào đó để bày tỏ cái lòng hiếu kính của mình. Ví dụ như thắp hương là quỳ, mà cầm cái hương lên để làm gì? Khấn. Khấn là sao? Là mình tiếp xúc với người thân của mình, cha mẹ người thân mình. Rồi khi mình rót trà, mình đứng lên, mình cầm cái bình trà, mình rót một cách nhẹ nhàng, để xuống một cách nhẹ nhàng. Cái hình thức đó, một chút xíu đó, để bày tỏ lòng hiếu kính của mình đối với người thân của mình. Đã nói lễ, nghi. Nghi là gì? Là nghi thức, là cái hình thức để bày tỏ lòng cung kính, gọi là lễ nghi. Muốn lễ là phải có nghi.
Muốn lễ là phải có nghi. Cho nên á, thí dụ như người ta bưng một cái gì đó thì người ta bưng trịnh trọng, cầm một cái tấm hình đi phía trước, hai tay chúng ta cầm. Hay là chúng ta đem một cái dĩa lên cúng, chúng ta trưng bày cho nó trang nghiêm, chứ không phải để đại. Vì cái đó là mình chưa đủ cái hình thức bày tỏ lòng cung kính. Cho nên tất cả chỉ là hình thức, nhưng cái hình thức đó bày tỏ cái tâm cung kính của mình. Để làm chi? Để chúng ta đi vào cái khung. Chúng ta vào khung, bước ra ngoài sân, ngồi chơi, ăn uống sao cũng được. Nhưng mà hãy đi vào cái một cái nghi thức thì chúng ta phải theo đó. Cho nên đại chúng nhớ là cái gì mà dễ làm, dễ cái ác mà dễ làm thì đầu tiên là dễ đưa đến kết quả xấu, mà đầu tiên nhất là chúng ta sẽ nhiễm cái đó. Cho nên cái sự đắm nhiễm của mình rất là dễ. Vì vậy mà ngài Huyền Trang á, khi mà đi thỉnh kinh á, trên đường đi á, trước khi đi thì có một Quan Âm thị hiện xuống ban cho ngài cái cà sa, chiếc bình bát và cái gậy. Tại sao phải ban ba cái đó? Tại sao Quan Âm hiện xuống là một ông lão hòa thượng truyền cho ngài ba cái đó? Vì cái y là tượng trưng cho giới, cái bát là tượng trưng cho đựng thức ăn để nuôi thân. Thầy muốn đi tới Tây Phương, trước hết thầy phải bao cho thầy một tấm áo cà sa, nghĩa là tượng trưng cho sự nhẫn nhục chịu đựng. Thầy phải, tuy nhiên thầy vẫn phải cần sự sống, cho nên ban cho cái bình bát để làm cái phương tiện đựng thức ăn. Bình bát là đựng thức ăn, mà đựng thức ăn là để nuôi cái thân, đó là phương tiện nuôi thân. Còn cái y là phương tiện nuôi cái đời sống tu hành. Bên cạnh đó ban cho thầy cái tích trượng là tượng trưng cho cái ý chí dũng mãnh chống gậy đó mà đi đến nơi đến chốn mà thầy muốn. Như vậy bình bát, cái y và cái tích trượng là ba cái pháp khí của người tu để biểu tượng cho ba phương diện vật chất nuôi đời sống của mình. Cái y là tượng trưng cho nhẫn nhục, cây gậy sắt là tượng trưng cho ý chí. Con người mà không có ý chí không làm được việc gì. Mà người muốn làm, muốn có ý chí nhưng mà không đủ nhẫn nại thì cũng không thành công. Cho nên người tu đắp y, mỗi lần tụng kinh đắp y, cả đời mình phải đắp y. Y đó là tượng trưng cho gì? Nhẫn nhục nhu hòa. Mình thiếu nhẫn nhục nhu hòa thì khó thành công lắm. Ngay cả vợ chồng đó, hai người đó thương đó, hai người thương nhau mà nguyện sống nhau, gia đình đầu tiên có hai người đó. Vậy mà ngày đầu tiên gặp nhau, trước khi thành vợ thành chồng, phải đeo vô chiếc nhẫn. Anh không đeo cái nhẫn này, hai người thôi cũng gây mỗi ngày, nó chứ đừng nói là ba người, bốn người. Tại sao? Mỗi người mỗi kiểu, mỗi cách sống. Ai cũng có hoa, nhưng mà ai cũng có rác. Nhưng mà tới hồi gặp nhau là chỉ chấp nhận hoa thôi, còn rác tôi không thích. Nhưng mà thở thương nhau rồi thì thương hoa phải thương luôn cả rác. Cho nên phải đeo nhẫn. Nhẫn đó là gì? Là sự chịu đựng. Cho nên tại sao không đeo đâu mà đeo ngay ngón tay? Vì cái tay là mình hay đưa lên đưa xuống vậy nè. Giận quá nhiều khi cũng cung tay nữa, chứ không phải nói không. Thì vừa cung tay lên là thấy chiếc nhẫn đó trước mặt mình, đưa tay xuống. Cho nên mấy đứa nhỏ nó nói tại sao thầy cho con sâu chuỗi gì? Phải không? Nói thường thường tụi con vừa, con cũng chưa chắc là con niệm Phật, nhưng mà con đeo vô đó phải khi nào con hung dữ quá, con vừa dơ lên thấy sâu chuỗi của thầy con đưa tay xuống. Không lẽ mình đeo sâu chuỗi mà đánh người ta? Thấy nó kỳ quá phải không? Cho nên sâu chuỗi đó cũng có khả năng thúc liễm cho mình. Chiếc nhẫn đó có khả năng làm cho người chồng đó nhẫn nại trở lại, bớt nóng tính phải nhẫn nại. Người vợ bớt nóng tính phải nhẫn nại. Đó, rồi cái y mà người tu đắp nhẫn nại, vì màu đó là màu, cái màu vàng này là màu của đất, mà đất thì phải chịu đựng dù nước dơ hay nước sạch. Cho nên người tu đắp y, cầm bát, bát là phương tiện nuôi thân, y là giới để nuôi tâm, cây tích trượng là ý chí của mình. Đó là cái tài sản, đó là cái pháp khí mà người tu cần phải có, mà quý vị trong đời sống chúng ta cũng phải có. Mặc dù mình không thọ như người tu, nhưng mình có cái áo tràng nè,
phải không? Mình có cái áo tràng nè, hay là quý vị làm lễ thành hôn, quý vị đeo chiếc nhẫn đó, nó cũng giống như cái y của mình thôi. Nghĩa là đều có một cái phương tiện nào đó để nhắc nhở mình thúc liễm trong cuộc sống. Thì hôm nay nhân ngày Chủ nhật, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng thêm một câu kinh Pháp Cú nữa. Dễ việc hung ác thì dễ làm, nhưng chẳng lợi gì cho ta. Trái lại, việc làm có lợi ích cho ta thì lại rất khó làm. Điều gì có lợi ích không phải dễ làm đâu. Nội cái chuyện bố thí thôi, mình muốn giúp người ta thôi, mà đâu phải người ta lúc nào cũng trân quý mình đâu, phải không? Có đôi khi người ta nạt nộ mình nữa, nhưng mà mình có vượt được cái đó không? Vì mình đặt cái vấn đề là chúng ta làm thiện, còn ai đối xử với mình sao chúng ta không quan tâm, cứ cố gắng mà làm thiện của mình. Nhiêu đó thôi cũng đã khó rồi, chứ đừng nói những chuyện khác nữa. Thôi chúc đại chúng một cuối tuần an lạc. Thôi mai mốt đừng có vỗ tay. Mình trong chùa mình nghe pháp xong rồi mình trân quý bằng cách là mình chắp tay mình xá được rồi, đâu phải đi trình diễn văn nghệ đâu mà. Pháp Hòa là ngại cái vụ đó lắm, mà cứ bị miết à. Quý vị cứ nhớ là trong chùa, thí dụ như chào mình chắp tay xá, điều gì mình trân quý cứ chắp tay chào xá là đã đủ rồi. Thì sẵn đây Pháp Hòa xin giới thiệu đại chúng có một quyển sách mới vừa được in xong. Các vị cũng muốn biết là cuốn sách này như thế nào. Thì đây là một quyển sách với cái tựa đề là Chia sẻ từ trái tim. Quyển sách này được nhà xuất bản First News bên Việt Nam xuất bản, thu gom 50 bài giảng của Pháp Hòa rồi làm gọn lại bằng những cái một cái đoạn văn, một cái bài ngắn gọn về cái ý nghĩa bài giảng đó, để thành một quyển sách cho các vị nào có tâm muốn đọc để mình học hỏi thêm, sắp tấn mình trên đường tu tập. Thật ra thì đối với Pháp Hòa, đây là một quyển sách như kỷ niệm những cái lời của mình chia sẻ khắp nơi, rồi hôm nay được làm gọn lại thành một quyển sách, chứ nó không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà một cái kỷ niệm của mình vậy thôi. Thì các vị có lòng thương tưởng, thì các vị có xin phép là làm một quyển sách như vậy. Cho nên quyển sách đầu tiên mới vừa được in xong có tên là Chia sẻ từ trái tim. Thì quý vị có thấy hình như trên Facebook hay đâu đó có thấy ha, thì quyển này đã được in và đang được phát hành. Thì ở đây thì mình chưa có nhiều, hôm nay Pháp Hòa chỉ giới thiệu quyển này thôi. Còn thỉnh như thế nào, cách thức như thế nào thì chùa sẽ có một cái văn bản để trên website hoặc Facebook cho đại chúng dễ theo dõi. Đây là quyển tiếng Việt. Còn cái quyển tiếng Anh này á, cũng được một cô Phật tử bác sĩ ở bên Mỹ, cô cũng nghe tất cả những cái bài giảng bằng tiếng Anh, rồi cô cũng làm gọn lại và qua cái dịch lại bằng tiếng Anh. Nó có tên là The Symbolism in Buddhism. Thì cái quyển này cũng mấy năm rồi. Quyển này hiện nay cũng đang được phát hành trên Amazon. Quý vị cũng có thể thỉnh quyển này như một cái cuốn Phật Pháp căn bản vậy đó. Những cái điều rất là cơ bản trong Phật giáo, như ý nghĩa thờ Phật, lại Phật mà Pháp Hòa chia sẻ đó, thì cô bác sĩ đã đem những bài giảng đó rồi chuyển ngữ thành tiếng Anh cho các vị Phật tử nào hiểu tiếng Anh nhiều hơn. Thì để cho rõ ràng thì Pháp Hòa xin giới thiệu trước quyển sách này. Còn cách thức thỉnh như thế nào thì mình sẽ thông báo sau, tại vì hiện nay chùa cũng chưa có. Hôm qua Pháp Hòa mới nhận được một thùng vài chục quyển thôi, nhưng mà quyển này đang phát hành ở bên Việt Nam là dễ thỉnh nhất, tại vì quyển này được in tại Việt Nam. Còn ngoài ra thì từ từ có thể sẽ đưa ra ngoài này. Thì nếu quý vị thấy cái giá cả nó chênh lệch á, thì mình cũng thông cảm thôi. Tại vì các nhà sách phát hành, thứ nhất là tiền vận chuyển, thứ hai là cái cơ sở để phát hành. Mình ở đây cũng sẽ xin thỉnh với cái giá tiền in cũng như là cái
cái cước phí gửi qua đây. Và xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Nhưng mà quý vị biết không, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Quý vị có đọc cái câu chuyện chàng dũng sĩ đó không? Đi xuống núi rồi thì nanh vuốt nó mặc, nó mọc lại hết. Thành thử không phải dễ đâu. Cho nên quý vị nhiều lúc á, Pháp Hòa đóng vai của quý vị để Pháp Hòa nói chuyện với các thầy. Có nhiều lúc lên xe thầy trò nói chuyện với nhau và bàn tới những em và những phụ huynh. Luôn luôn Pháp Hòa lấy, Pháp Hòa đứng trong cái vị trí của quý vị để Pháp Hòa chia sẻ với các thầy trẻ. Nói là nói vậy đó con, nhưng mình phải thông cảm. Không có cha mẹ nào muốn con mình khổ, con mình hư hết á. Cho nên mấy con phải thông cảm và chịu khó với mấy cô. Nhiều khi cha mẹ đem đến đây, xin phép là nhiều khi hơi có một cái high expectation. Giống như Dục vô đây rồi là bảo đảm nghe, 5 ngày sau về nó phải khác nghe. Thật ra mình thông cảm lắm, mình rất hiểu. Nhưng mà Pháp Hòa cũng sợ là các thầy còn trẻ không tiếp nhận được. Cho nên Pháp Hòa đóng vai quý vị. Kệ con, mình thông cảm. Thầy thông cảm lắm. Thầy hiểu lòng của cha mẹ lắm. Tại vì thầy thương tụi con, thầy muốn bảo vệ tụi con cũng giống như là các cha mẹ bảo vệ các con vậy. Cho nên mấy ngày đây á, mình đi về đây á, mình làm 3 cái điều hạnh phúc trong 38 hạnh phúc của một người Phật tử. Biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi. Mình kiên trì lắm, mình mới vượt ngàn dặm tới đây nè. Có những người ngồi ở ngoài phi trường, có những người ra tới phi trường bị cancel chuyến bay, vậy mà không give up, không bỏ cuộc, chấp nhận tốn tiền lần thứ hai, mua vé máy bay khác. Có nhiều khi con nó nhằn nhèo mà chịu đựng hết, làm sao dẫn nó tới đây. Nó nói cái gì cũng phải im, nó làm gì cũng phải nín, miễn làm sao con ở đây. Thành thử ra mình nhìn cái hình ảnh đó, mình thấy được cái sự kiên trì của cha mẹ, chỉ muốn con mình phục thiện. Mình biết rằng mình đang làm cái việc tưới tẩm cho con mình, nhưng mà theo lời Phật dạy á, mình muốn con mình tu thì mình cũng phải tu. Chữ tu đây Pháp Hòa không phải nói là gõ mõ tụng kinh mỗi ngày, mà cái cách sống của mình mỗi ngày, cái cách hành xử của mình mỗi ngày nó quan trọng lắm. Tại vì chính cách đó là cách mình dạy con mình. Con mình nó sẽ nhìn cái cách mình sống mà nó đi theo cái con đường đó. Một người đệ tử mà sống với người thầy từ nhỏ tới lớn á, là ít nhiều gì người đệ tử đó sẽ giống người thầy đó, từ cái cách đi, cách hành xử, thậm chí tới lời tụng kinh, cách tiếp xử. Tại vì mình gần đâu thì mình nhiễm cái đó. Mình gần mực thì mình đen, mà gần đèn thì sáng. Nếu như á, mà ở đây là một cái môi trường xấu thì mình cũng hít thở những cái xấu đó. Cho nên cái môi trường rất quan trọng. Cho nên cha mẹ là những người tạo ra môi trường. Quý vị cũng đem con mình tới đây là cũng muốn tạo cho con mình một môi trường. Nhưng mà cái môi trường này nó chỉ vài ngày thôi. Làm sao mình tạo một cái môi trường mà ngay trong gia đình của mình là một môi trường lâu ngày, nó hít thở cái đó. Mình trong nhà mình nó có một thùng rác, và trong lòng mình cũng có thùng rác. Cho nên nếu mà mình biết chuyển hóa cái rác trong người mình thì rác này nó thành phân bón, sức mạnh, kiên trì để nuôi dưỡng. Cho nên Phật dạy mình á,
cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con. Cái cách mình hành xử, cách mình nói chuyện mỗi ngày. Có một hôm á, có một vị, một người mẹ dẫn một đứa con tới đây, và có nhờ Pháp Hòa nói chuyện với đứa con đó. Nhưng mà quý vị biết á, là khi Pháp Hòa dẫn đứa nhỏ ra nói chuyện á, thì bà mẹ vẫn rình rập, coi ông thầy có nói thiệt không, có đem nó ra thiệt không, và coi coi giữa ông thầy với nó nói cái gì. Pháp Hòa liếc qua, Pháp Hòa thấy rồi. Xong một lát sau Pháp Hòa mới nói chuyện với cô. Chính cô như vậy cho nên đứa con cô nó sẽ không có, nó sẽ có những thái độ với cô. Nó cảm thấy là mỗi bước đi của nó cô cũng rình rập. Nó đâu có hiểu được cái đó là lầm của mẹ đâu, mà nó nghĩ rằng sao, nó không có tự do. Nó bị over, nó overtake care, nó overcare. Chứ nó đâu có nghĩ là cái đó là thương. Và nó nghĩ rằng nó ngọt ngạt quá. Đến nỗi bây giờ nó nói chuyện cũng không có được tự do. Cho nên nhiều khi mình thương con, mình không thấy đứa con đó, mình cũng nhìn lại cái cách của mình. Mình nhìn lại cái cách của mình, coi coi như thế nào. Quý vị biết là mình có hai từ nuôi dưỡng. Nhưng mà khi nuôi thì dễ, mà dưỡng thì khó. Ví dụ như mình mua một cái cây về, mỗi cứ 2-3 ngày mình cho nó gáo nước, cái đó gọi là nuôi. Nhưng mà mình không có biết cái cây này nó thuộc loại cây ít nước hay nhiều nước, nó thích nắng nhiều hay nó không thích nắng nhiều. Mình phải biết cái đó để mình dưỡng nó, chứ không phải mình dục cho nó nước cái là mình bắt nó sống được. Thành thử ra trong cuộc sống này, tiếng Việt Nam gọi là nuôi dưỡng. Nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó. Phải không? Mà bên cạnh nuôi dưỡng là phải chi nữa? Phải có giáo dục. Cho nên ân đức của cha mẹ có 9, đội ơn 9 chữ cù lao. Trong đó có sanh cúc dục dưỡng gì đó. Cho nên mình lo ăn không có khổ, lo mặc không có khổ, mà dạy là khổ nhất. Mà nhiều khi á, ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một vị, Pháp Hòa nói á, ai cũng cầm cái vòi nước để tưới bông, tưới cây mình trồng cả. Nhưng mình đừng có quên rằng trong cuộc sống này, cùng một lúc cỏ hoa nó mọc thì cỏ dại nó cũng mọc theo. Và cỏ dại nó còn, cái rễ nó còn thâm căn, nó còn khó nhổ hơn nữa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Mình cũng trồng hoa, trồng kiển vậy đó. Nhưng mà mình đừng quên rằng cỏ dại lúc nào cũng có mặt trong cái sân vườn của mình. Và không có một cuộc sống nào, dù vợ chồng con cái, mà chỉ có hoa, có kiển mà không có những cái cây cỏ dại nó mọc, phiền não nó xanh. Cho nên đại chúng, Pháp Hòa rất là trân quý sự có mặt của quý vị, là vì quý vị tu chung với con. Cho nên quý vị hãy để cho con của mình thả nó vô đây, rồi cho nó một không gian đi. Lâu lâu mình gặp nó, mình chỉ hỏi thăm, chứ đừng có đi kiếm nó mỗi giờ mỗi phút. Trời ơi, đi vô đây rồi mà cũng kiếm nữa. Cho nên quý vị tham gia cái pháp đàm của các em là không có cho nó cơ hội nó nói. Đừng có tham dự cái lễ lớp đó. Ở đây là chia ra pháp đàm theo tuổi. Có một lớp pháp đàm dành cho các em từ 18 tuổi trở lên. Rồi cha mẹ nghe vậy cái sách vở đi theo, vô dành nói hết. Tại sao mình phải cho nó pháp đàm với nhau? Là để nó nói ra hết những cái nỗi niềm của nó, những cái khó khăn của nó. Mà mình có mặt ở đó làm sao nó nói?
Cho nên mấy thầy báo cáo cho Hòa biết là pháp đàm của các em lớn cha mẹ có đi theo. Pháp Hòa mới nói tiêu rồi. Nó không có cơ hội nó nói. Quý vị biết không, những cái pháp đàm là nó khóc dữ lắm. Những khóa tu trước là nó khóc ghê gớm lắm. Có những em nó bị những cái khổ đau mà nó chưa bao giờ nó nói cho cha mẹ nó biết. Những cái khổ đau đó hồi nhỏ nó bị do chú, do dì, do người thân nó làm ra, tổn thương đến nó. Mà nó biết rằng văn hóa người Việt nói ra là gọi là bất hiếu vân vân, nó không nói được. Và nó nói được trong khóa tu. Cho nên quý vị đã cho nó đến đây rồi. Ở đây không có nghĩa là mình cho nó tự do, nhưng hãy để cho nó một không gian để nó cùng hòa nhập với bạn bè nó. Và nhất là những buổi pháp đàm hãy để cho nó nói. Mình có mặt nó khó nói lắm. Bằng chứng mình đang nói lén ai đó, thấy người ta đi tới nín à. Cho nên điều thứ nhất là đại chúng hãy cùng tu với con. Mình là một tấm gương tốt cho con, nhưng mà bên cạnh đó mình cho nó một không gian. Quý vị hy sinh, nhưng mà nhiều đây đó, giờ đây là quý vị hy sinh hết rồi đó. Quý vị hy sinh thời gian, mà công ăn việc làm đủ thứ hết, gác lại hết để đem con mình về đây. Nhưng cái đó chưa đủ. Hằng ngày mình cũng phải chịu khó hy sinh một số những cái niềm vui riêng của mình. Ví dụ nha, mình đi làm rất có tiền, cho nên mình sẵn sàng đi làm nhiều hơn thời gian có mặt cho con. Nhưng mà thưa đại chúng là khi mình có con, cái tuổi của nó sẽ ở với mình maximum là 18 tuổi. Đây là Pháp Hòa nói nhiều đó nha. Có những em 15, 16 tuổi là gần như là nó tách biệt với mình rồi. Lúc đó quý vị cũng muốn gần con mình cũng không được. Như vậy thì tại sao trong khi mà mình đi làm rất có tiền, nhưng tiền nhiều thì mình thiếu tình, thiếu tình cảm với con. Và khi mình lúc đó mình ân hận, mình hối hận, giờ tiền nhiều quá mà mình không nói chuyện được với con, không thể ngồi ăn được với con. Bây giờ mình nói nó một tiếng là nó trả lời 10 tiếng. Thậm chí nó hấy quýt mình, nó đóng cửa rầm rầm, nó làm đủ thứ kiểu hết, dù mình chỉ nói nó mới có một câu. Và nhiều khi mình muốn rất muốn hiền với nó dữ lắm, hạ giọng với nó dữ lắm, mà nó vẫn cao giọng với mình. Cho nên đây là một ví dụ, mình hy sinh một chút, bớt đi làm để có thời gian với con khi nó ở dưới cái tuổi 18. Hay là nói cách khác là nó chừng 15 tuổi đổ xuống, nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên mình phải có mặt cho con cái trong những cái giây phút đó. Rồi nhiều khi đó là mới, mà may mắn là vị đó là cha mẹ đó đi làm thôi. Chứ nếu mà cha mẹ đó mà ham vui một chút nữa, chẳng hạn như đi cà phê, đi shopping, cuối tuần là bạc ti bạc tiết mà bất kể con, và thậm chí nó ôi kệ nó lớn rồi, tự cho nó thôi. Nhưng mà quý vị biết không, nó đâu có nói ra được, nhưng mà nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên thời gian mà mình có được dành cho nó. Cho nên hy sinh á, không phải là tôi hy sinh 5 tuần lễ vô chùa với nó. Mình phải hy sinh ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Có đôi lúc mình hy sinh mình nhịn nó nữa đó. Nhịn chi? Nhịn để cho nó đừng có quá đáng với mình, rồi mình thêm cục tức. Nói nó không nghe là một việc rồi, nó cãi lại cái mình ôm 2 cục tức. Cho nên mình biết, có nhiều lúc mình biết buông bỏ đúng lúc. Ví dụ như mình bỏ những cái thú vui bình thường của mình,
Hay là thậm chí có nhiều người nghiện rượu vì con mà bỏ rượu. Có nhiều người nghiện thuốc vì con mà bỏ thuốc. Có nhiều vị ăn chay trường, nhưng bây giờ con mình nó muốn ăn với mình, hy sinh, ăn mặn với nó. Không có tội lỗi gì đâu. Các vị đang là như một hạnh Bồ Tát lăn xả vào địa ngục. Tu không phải chỉ có chuyện ăn chay không. Cái tu của mình, cái thành Phật của mình đó, là làm sao chuyển hóa được cái tham, cái sân, cái si, chứ không phải cái ăn. Ăn là một phần nhỏ để trợ duyên thôi. Thật ra mình nói không, tôi ăn chay trường, tôi tu, tôi tu để tôi hồi hướng cho con tôi. Nhưng mà cái đó là mới mình thực hiện cái lý thuyết tu thôi, còn thực hành chuyện tu nữa chứ. Chúng sanh đâu phải chỉ cần mình hồi hướng không. Tới bây giờ Pháp Hoài ví dụ vậy nè, quý vị tới chùa, quý vị gặp mọi người, ngoài chuyện ăn ngon ra, mình còn muốn mọi người sao tiếp đãi mình nhẹ nhàng, vui vẻ, phải không? Ví dụ như thầy trụ trì mà chở mình ăn ngon, nhưng mà gặp thầy, thầy không có chào hỏi, thầy không có vui vẻ gì với mình hết trơn á, thì sao mình thích được? Thì cũng như thế, không phải cái chuyện ăn. Cho nên bây giờ mình ăn chay trường và mình, mà con mình nó rất cần mình, thì mình trở về mình ăn với con mình. Nó chừng mười mấy hai mươi tuổi thôi, đâu còn ăn với mình nữa đâu. Lúc đó mình muốn ăn cái gì mình ăn. Nhưng bây giờ nó đang cần ăn một bữa cơm với mình. Lẽ ra hôm nay mình học giáo lý phải không? Nhưng mà mấy này, đây là khóa tu cho trẻ em, và quý vị là những phụ huynh có mặt. Đây là Pháp Hòa mượn lời Phật dạy chia sẻ với đại chúng. Và Phật dạy rằng cha mẹ phải là một tấm gương tốt cho con, phải biết hy sinh cho con, phải biết cho con những cái không gian của riêng nó. Nhưng cái chữ không gian này cũng nghĩa là cho nó tự do. Nhưng mà mình tạo một cái môi trường, một cái không gian tốt. Và có những lúc mình để cho nó tự. Quý vị thấy ở đây, người Mỹ họ sanh con, họ nuôi con, họ không có đút con ăn, không có mớm con ăn như kiểu của mình. Việt Nam mình ha, đưa cái muỗng cơm vô miệng mình á, rồi mâm 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 hết chất dinh dưỡng rồi bắt đầu mới đưa cho nó. Nhìn rất là dễ thương đúng không? Mẹ mớm cơm cho con, nhưng mà như càng mớm mẹ càng khỏe mạnh ra. Tại mình mớm mớm như vậy là cho nên thức ăn dinh dưỡng ngon ngon nó vô mình hết rồi. Mà người Mỹ họ nuôi con là họ để cho con tự do, nó ăn, nó lem luốc, nó tùm lum tà la hết, nhưng mà để cho nó tự do. Dĩ nhiên không phải nói vậy là đúng hay là mình sai, nhưng mà đây là một cái ví dụ. Bên nào cũng có cái hay hết. Mình là người học, mình là mình phải biết dung hòa. Cái nào hay mình học, và thậm chí học cả hai rồi mình phối hợp. Có những lúc mình cho nó tự do ăn, và có những lúc mình phải mớm nó ăn. Chứ không phải mình nói vậy cái mặc kệ nó. Quý vị biết cho đến giờ phút này, các thầy trong chùa ăn cơm Pháp Hòa vẫn còn dòm ngó mà. Tại vì nhiều khi ham chơi, lười biếng, không ăn, thì mình cũng phải dòm ngó. Và cái câu Pháp Hòa nói, con muốn tự bới hay thầy bới? Giờ mấy câu đó mấy thầy nghe quen lắm. Mấy thầy, mấy em Phật tử nhỏ trong chùa nói giờ vô chùa mà gặp thầy là sẽ có ba câu thầy sẽ hỏi: ăn cơm chưa? Ăn hồi nào? Ăn cái gì? Cho nên có những cái mình hy sinh, mình buông bỏ. Mình buông bỏ để mình giữ được một cái gì đó. Thí dụ như là mình đi làm nhiều, mình những cái thú vui riêng của mình. Ai cũng có ham vui hết. Cha mẹ, người lớn, con nít gì cũng ham vui hết. Nhưng phải hy sinh thôi. Giống như Pháp Hòa vậy, cũng ham ngủ lắm, nhưng mà biết nguyên bày ở đây ngủ gì. Tới giờ, mấy giờ đi ngủ không cần biết, mà sáng ra cũng phải có mặt. Nhiều khi phải canh đồng hồ, sợ các vị báo chuông trễ. Ở đây Pháp Hòa nói không phải là Pháp Hòa không tin tưởng, nhưng mà cái lòng của mình
mình luôn luôn mình sống cho đại chúng, cho khóa tu. Cho nên mặc dù đã giao hết trách nhiệm cho các bạn trẻ, các thầy, nhưng lúc nào Pháp Hòa cũng quan tâm giờ giấc. Tới giờ chiều bận rộn cũng phải chạy ra một chút. Giống như hồi chiều Pháp Hòa thầy, quý vị thấy Hòa xử mấy đứa nhỏ vậy. Tới giờ pháp thoại, tới giờ pháp đàm cũng phải đi coi, đi hỏi pháp đàm hôm nay chia mấy nhóm, và những đề tài hôm nay sẽ bàn thảo là vấn đề gì. Cái đó là cái tâm của người tổ chức, cái tâm của thầy đối với đệ tử, của cha mẹ đối với con mình. Mình quan tâm, mình hỏi thăm, mình cũng ham ngủ, mình cũng thích thoải mái, nhưng mình biết mình đã tổ chức, tức là mình giống như quý vị có con vậy đó. Có con rồi, giờ nó đòi bú nửa đêm là phải thức dậy lo cho nó. Bây giờ nó đang quậy quọ quá, mình cũng phải sống theo cái đứa con đó, chứ không thể nào làm gì khác hơn. Cho nên Pháp Hòa nhìn các vị thương lắm, tại vì mình hiểu được, mình cảm thông được. Thậm chí có những vị đã đi xuất gia rồi nhưng vẫn thương con mình, mặc dù với cái danh nghĩa là đi xuất gia. Con nó lớn thì mình lo theo lớn, con nó nhỏ thì mình lo theo nhỏ. Làm cha mẹ thì không bao giờ mà không thương con. Có những em nó vô á, chưa kịp nói nữa là bắt đầu nó biết mình sẽ sắp nói gì, nó repeat, nó nói một câu là một lèo luôn. Thí dụ Pháp Hòa vừa định nói à, con biết không mẹ con? Dạ con biết rồi, mẹ con có một mình con, mẹ con thương con nhất. Tại vì hằng ngày á, nó nói ra vậy là có biết cái câu này là mẹ con hay tụng cho con nghe không? Tại mình luôn luôn mình nói cho con mình biết, mẹ có một mình con rồi, mẹ thương con nhất, mẹ thương mẹ, mẹ làm cái này cho con, mẹ làm cái kia cho con. Nó nghe riết nó thuộc bài. Cho quý vị biết là mình tổ chức một khóa tu cho các em, người lớn cũng có cái cực của người lớn, trẻ em có cái cực của trẻ em. Nhưng mà nói cho cùng, nó vẫn hồn nhiên hơn mình. Nó quậy vậy thôi chứ nó đâu có thấy nó quậy. Còn mình là người lớn rồi, nhiều khi do phiền não mà cố tình quậy. Cho nên đại chúng biết trân quý cái hiện tại. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nhiều khi mình cũng biết buông bỏ là như thế này. Ví dụ như con của mình bây giờ nó 15 tuổi, bắt đầu nó khó dạy hơn hồi nó 10 tuổi hay là 14 tuổi. Mới có 1 năm thôi nó thay đổi rồi. Thì mình mới ngạc nhiên vô cùng, mình nói trời, năm ngoái nó còn dễ thương lắm, hồi năm nay nó nhiêu? Dạ 15. Hai cái nó khác rồi. Có nhiều người nói cho hồi xưa nó dễ thương lắm, biết dùng chữ hồi xưa. Tức là quý vị thưa đại chúng, là mình biết rằng con mình á, mỗi một cái tuổi nó lớn lên á, là nó thay đổi giống y mình thôi à. Mình á, là đổi, mình thay đổi là gì? Mình đổi cái sức khỏe của mình, năm ngoái với năm nay nó khác. Còn con nít á, thì cái sung mãn sức khỏe nó có rồi, nhưng mà đổi tâm tánh. Cho nên mình biết được như vậy, cho nên cái gì nó đang xảy ra mình tiếp nhận như vậy, mà đừng có đem cái quá khứ, trời hồi nhỏ nó dễ thương lắm, mình nói một nó nghe một, rồi cứ đem cái đó ra rồi mình so sánh với cái hiện tại để mình buồn, mình khó chịu. Và có một cái nữa là mình hay so sánh con mình với con người khác, không nên. Đó, con thấy con người ta không đó, nó dễ thương phát mê không, còn nhìn con thấy phát ớn. Đó, rồi tưới, mình cứ tưới nó hoài như vậy là nó cảm nhận rằng trong mắt mình luôn luôn mình lúc đau nó. Cho mình luôn luôn mình làm sao mình biết con mình như thế nào thì mình tự mình sửa nó. Pháp
Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa hay ví dụ á, thí dụ mình thấy cái ghế nó méo á, cũng giống như ở trong nhà của mình mà có khách á, mà lỡ một cái gì mà nó dơ mà nó chưa được dọn dẹp là tự mình nhẹ nhàng mình làm sao mọi cách để mình dẹp cái đó đi để cho khách đừng thấy. Có bao giờ mình hành xử kiểu vậy không? Mình sửa con mình cũng giống vậy đó. Mình biết nó như thế nào thì mình tự nhẹ nhàng mình đem cái năng lượng của mình, cái học hỏi của mình để mình chuyển nó mà không cần phải phô trương, phải la làng. Mình biết nó hư cái nào thì mình nhẹ nhàng mình chỉnh sửa cái đó, và thậm chí trong cái lời nói, trong cách sống của mình. Mình chăm sóc một đứa con như mình chăm sóc một cái cây vậy đó. Không phải nó chỉ cần nước không, mà đôi lúc cũng phải cần tỉa, cần đưa nó ra nắng, và thậm chí đưa nó vào mát và xoay cái cây để làm sao nó đều đặn. Đây là mình nói về con thôi, chứ còn nói cho cùng á, mình đã sống chung với nhau thì mình đều phải có sự chăm sóc cho nhau hết. Dù đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh chị của mình. Mình có người nào là mình phải biết chăm sóc người đó. Tại vì mình không muốn ở trong một cái vườn của mình, năm cây nó tươi mà con cây nó chết, có một cây nó héo. Trong gia đình mình cũng vậy, bốn người tươi mà một người héo thì mình cũng phải lo chăm sóc cái người héo đó thôi. Và người nào mình cũng chăm sóc giống nhau. Cho nên đó, con cái của mình đó, theo lời Phật dạy đó, đứa con nào mà nó sanh ra mà mình dạy ít mà nó vẫn khôn lớn, nó tiếp nhận đối một, nó có ý thức được, nó sống một cách lành mạnh, đứa con nó đặc biệt lắm. Phật gọi là cái gì sanh? Ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việc, là ưu tú. Mình dạy nó rất ít, và thậm chí mình lo đi làm, mình bỏ bê nó mà nó vẫn giỏi, nó vẫn ý thức, nó sống cuộc sống của nó rất là ngăn nắp, lành mạnh, hiếm lắm. Nếu có được đứa con đó thì đứa con đó là ưu sanh. Đệ tử cũng vậy, mình dạy rất ít nhưng người đệ tử đó vẫn ý thức và học và tu và sống tốt. Đó là ưu sanh ha, con ưu sanh. Còn đứa con nào mình dạy nó như thế nào, nó nghe lời mình theo cái sự chỉ dẫn của mình, đứa con đó là cái gì sanh? Cái gì sanh? Đứa con đó gọi là tùy sanh. Nó sống và nó tốt theo cái cách chỉ dẫn của mình. Đó là tùy sanh. Đứa con thứ ba là mình dạy nó quá trời quá đất luôn, mình hy sinh hết mức luôn, mà cuối cùng nó không ra gì chút nào của mình chỉ hết đó. Cái đó gọi là liệt sanh. Tức là ưu liệt, là thấp nhất. Đó là lời Phật dạy. Con có ba dạng: ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Nhưng không có buồn, cái đứa mà ưu sanh á thì không có tự hào, mà mình biết rằng đó là cái phước của nó, cũng là cái phước của mình, và mình với nó có một cái duyên lành trong đời trước. Cho nên đời này nó là một cái cây tốt, nó lại được ở trong mảnh đất màu mỡ, cho nên nó xanh tốt và không cần phải sự chăm sóc nhiều. Thấy được như vậy thì mình trân quý cái duyên phước đó giữa mình với nó mà tưới tẩm nuôi dưỡng thêm. Còn đứa con nào mình dạy nó mà nó tùy thuận theo những cái lời dạy của mình thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái ân nghĩa. Ngoài cái phước ra còn có cái ân nghĩa, nó không làm khổ mình. Nhưng mà giữa mình với nó có một cái oán thì mình làm bao nhiêu điều hy sinh cho nó nhưng nó vẫn chưa bao giờ biết một lời cảm ơn, và thậm chí nó còn mắng xả lên mình nữa, nó còn nói những lời khó nghe nữa.
thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái oan trái. Cái này là chỉ cần mình phát tâm tu tập, cái rạng này nó khó lắm. Mình vừa phải sám hối để giải nghiệp, vừa phải tu tập để chuyển hóa tạo phước cho chính mình, và vừa phải có một sức nhẫn kiên trì, một sức nhẫn phải nói là mãnh liệt, mình mới có thể đi qua được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một em trẻ, năm nay nó khoảng 20 mấy tuổi. Nó mới nói với Pháp Hòa là nó feel là nó have no life, nó lost cái hướng đi của nó mất đi cái hướng đi của nó, và nó cảm thấy rằng nó bế tắc và nó không có tìm ra được một lối thoát, và bây giờ có nhiều ngày nó chỉ muốn chết thôi. Thì khi mà nó nói chuyện với Pháp Hòa như vậy đó, thì Pháp Hòa mới đưa cái bàn tay của Pháp Hòa ra, Pháp Hòa nắm nó. Và sẵn ở bị gì Pháp Hòa với nó ngồi ở trước bàn vậy nè, thì sẵn trên bàn Pháp Hòa có mấy cái túi, một cái chai lotion, một cái túi, một cái bịch kẹo. Thì Pháp Hòa mới nói á, con biết không, cuộc đời của mình á giống như mình đang đi ở trong một cái dòng nước, và không có một dòng nước nào mà nó không có những cơn sóng. Mình không thể làm dừng đi được cơn sóng, nhưng mình phải tập đi với cơn sóng. Thì Pháp Hòa mới ví dụ, thí dụ như bây giờ thầy muốn con đi tới cái bảng này, đây qua đó có cái bảng, nhưng ở đây nó có cái bàn nó cản trở, thì không vì cái sự cản trở cái bàn này mà con không tìm một lối đi khác, con sẽ quẹo cái đường này, con đi vòng qua đây và con đi đến cái bảng đó. Chịu khó đi vòng một chút, nó hơi lâu, nhưng mà ít nhất nó cũng có cái đầu, có cái direction, cái quê để nó đi. Nói xong Pháp Hòa cầm một cái bịch thứ hai lên. Con thấy cái bịch này không? Nó đang siêu như thế này, nhưng nó vẫn có cái cách để mở cái bịch này. Con thấy cái chai lotion này không? Nó đang siêu, nhưng nó vẫn có cái cách mở nắp của nó. Bất cứ một cái vật nào mà người ta làm ra mà người ta siêu nó lại, người ta đều có cái cách mở nắp để sử dụng hết. Quý vị thấy cái chai ớt mà vặn vặn phải không? Của ớt con gà mình hay mở cái nắp tương ăn phở đó, cái nắp nhọn nhọn vậy. Có nhiều khi mình rất là hồn nhiên mở nắp ra, dở mà nó xịt hoài không ra, cuối cùng phát hiện nó còn miếng giấy bạc nằm trong. Mở cái nắp lớn ra, mở xé cái giấy bạc đó ra, đậy cái nắp lại, mở nó mới ra được. Có những cái chai thuốc tẩy mà người ta làm rất kỹ để không trẻ em nó không dính vào được. Mình muốn mở, mình phải bóp cái nắp đó vô, mình dặn nó mới ra được. Con nít bình thường nó không biết. Để bảo vệ trẻ em không để nó bị nguy hiểm, lỡ nó mở cái đó dễ dàng, nó đưa vô miệng nó trúng độc nó vậy. Nhưng nó vẫn có cách mở của nó. Pháp Hòa nói với cái em trai đó như vậy đó. Bất cứ một cái chai lớn, chai nhỏ nào, một cái túi nào, cái ziplock, nó cũng có cách mở của cái ziplock. Con phải ráng. Bất cứ một khó khăn nào, nó cũng sẽ có cách mở đó. Con có ba, có mẹ, con có thầy, con có Tây Thiên. This is your home. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó trở về, Pháp Hòa hay chào nó, welcome home. Mình làm sao mình đi tới, mình làm sao mình mở lòng, mình chào đón nó, đây là cái nhà của nó. Có thể mai này quý vị không còn có mặt,
Nhưng mà đâu đó trong tâm thẳm của nó, có một lần nào nó đã được đến đây, nó được đến đây, nó được dạy cái gì đó, nó được nuôi dưỡng cách nào đó, nó được ôm ấp cách nào đó. Đừng có lo, mình phải có một cái tâm trí hướng thượng. Con của mình nó như vậy, nhưng mình không chùng bước, tại vì mình biết đây là cái mình đã tạo. Bất quá cái hạt giống nó trồng ở trong một mảnh đất khô cằn quá. Bây giờ mình là một người làm farm, mình phải làm sao đây? Y chang như đất ở Tây Thiên. Quý vị biết đất ở Tây Thiên là đất sét, khó trồng cây lắm. Trong suốt 20 năm qua mình đã hy sinh rất nhiều cây không sống nổi. Nhưng mà rồi một ngày nọ mình phát hiện ra mình phải đào thật là sâu xuống đất, rồi mình đổ phân vào trong đó, mình trộn lại, mình trồng cây. Và giờ ngày nay quý vị thấy một số cây nó sống nổi là nhờ sau một thời gian trồng trong đất sét. Mấy năm sau nó chết ngắt dở lên, nó không bắn ra được một chút rễ nào hết, chỉ đất là đất sét. Nhưng mà rồi mình cũng phải tìm cách nào đó để mình trồng được cái cây. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng rằng bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng. Mình là cái người lãnh đạo, lãnh đạn, người cái lãnh đạo tinh thần và lãnh đạn tinh thần. Mình đã là cái người leader của con mình rồi, thì bất nếu mình mà sụp đổ thì làm sao nó đứng lên được. Cho nên mình biết rằng những đứa con mình nó trong chiếc thuyền của mình bây giờ nó đang ói mửa, nó đang bị kha xích, nó đang bị đủ kiểu hết, mỗi đứa nó có một cách riêng. Nhưng mà rồi mình phải chuẩn bị hết. Mình dừng xe lại thì nó sẽ dừng theo. Mình tai nạn xe thì con mình nó không được. Cho nên mình phải có cái tâm trí kiên trì hướng thượng, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia. Mấy ngày nay quý vị về đây, quý vị sống bằng cách thân cận với xuất gia. Quý vị dự pháp đàm học hỏi, đừng có ngại nói hết ra. Mình thất bại cái gì trong dạy con mình, mình thành công cái gì mình chia sẻ cho các huynh đệ biết. Và nhiều khi quý vị chưa được khóc, khóc xong rồi quý vị khỏe hơn. Pháp Hòa đã từng gặp những người mẹ nuôi con một mình bao nhiêu đứa con khi không có chồng, mà các con bây giờ khôn lớn, đâu phải đơn giản, biết bao nhiêu những cái sóng gió phải vượt, nhưng mà rồi hy sinh hết. Có nhiều người mẹ hy sinh cả tình cảm riêng tư, còn rất trẻ nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện gì nữa hết, chỉ một lòng lo cho con mình. Những ai đó đã lỡ đi thêm một bước nữa rồi cũng phải hướng về con mình, thấy không có bỏ được. Nhưng mà nếu con mình nó biết cái đó, nó sẽ thương mình. Nhưng mà tại vì nó là cái cây chưa thông, chưa cảm, đừng có buồn, trước sau gì nó cũng sẽ cảm thông. Một ngày nào nó bước vào cái địa vị làm mẹ, làm cha, nó sẽ biết thương mình. Và thật sự ra nếu mà đời này, ngay trong đời này mà con nó biết thương mình thì phải phước. Còn chưa được, mình đợi mình chết rồi nó mới tỉnh thì cũng được đi. Ít ra thì nó cũng tỉnh, còn hơn là nó suốt đời nó mê. Quý vị thấy mình cách Phật 2000 năm rồi mình mới tỉnh nè. Cho nên Hòa thưa như vậy á, để đại chúng ráng tu. Chữ tu ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là chỉ một mực lo cái chuyện chung mỏ, mà nhìn lại cái cách hàng ngày mình ứng xử, cái cách mình tạo phước cho chính mình. Thí dụ nha, cái lời nói mình chửi rủa người khác nó cũng mất cái phước của mình. Trong khi đó mình có được một giọng nói hay, và mình có được một cái miệng rất là đẹp, nhưng mình lời nói của mình không hay thì mình mất phước. Mà mình đã mất phước thì phước đâu nữa mình cảm hóa con mình. Trong khi đó con mình nó cũng không có phước,
Cũng giống như là nó là cây khô mà bản thân mình thì không có nước. Mình không có nước để tưới cây khô thì cây khô nó sẽ chết và mình cũng không có nước. Cho nên mỗi một khi mình làm cái gì sai, mình nghĩ mình đang tích lũy cái giọt nước để tưới tẩm cho con của mình. Lấy con mình làm một cái biểu tượng, làm cái điểm để mình vượt tất cả mọi khó khăn, nhẫn nại tất cả để làm sao tạo được những giọt nước bổ dưỡng cho con mình, như mấy ngày nay quý vị làm vậy đó. Cho nên mình phải đủ cái kiên trì để mình vượt được tất cả cái đó. Chỉ vì con mình làm. Thì con mình cũng là một chúng sanh, mình là một Bồ Tát. Nhưng mà biết đâu chừng con nó là Bồ Tát, nó không vậy mình không tu đâu. Coi chừng con nó là Bồ Tát, nhưng mà nó là Bồ Tát nghịch. Nó là Bồ Tát nghịch. Nói như vậy cho nên mình tha thiết sám hối, tạo mọi phước lành. Còn con mình mà nó giỏi giang, nó chắc chưa chắc mình tu. Cho nên nếu mà đứa con nào mà luôn luôn nó nghịch với mình thì thôi, nó là Bồ Tát nghịch của mình đó. Nhờ nó mà mình thúc liễm mình tu. Vừa rồi đi qua Mỹ, Pháp Hòa được gặp lại một hai cô chú này. Có đứa con sanh ra nó bệnh bẩm sinh. Năm nay nó 30 mấy tuổi. Và bây giờ tại vì bệnh đó thì nó 30 mấy chứ sức khỏe nó kém dần. Và mình thấy hai vợ chồng chăm chút đứa con thương lắm. Những đứa con mà nó lành mạnh, nó thông minh, nó đỗ đạt á, giờ nó đâu có về thăm. Có một cái đứa mà nó bệnh bệnh vậy đó, nó cứ ở với mình suốt vậy đó. Cho nên hai ông bà nói, con nghĩ á, trời Phật cho con đứa nhỏ này để hữu hỷ cho hai vợ chồng con á. Chứ nếu mà nó khỏe như hai đứa kia nó cũng đi mất tiêu rồi, tụi con sẽ cô đơn. Giờ nhờ nó ở tụi con ngày nào cũng có việc để làm hết. Ngày nào cũng chăm sóc đứa con mà nó bệnh dữ lắm, mà đứt ruột lắm, nó đau mà nó không biết nói, nó chỉ dỗ dỗ cái chỗ nó đau nhất. Mà mình thấy cha mẹ chăm sóc. Nếu mà nói về ân quán nghiệp duyên thì đời trước mang nợ nó, giờ trả. Nhưng bây giờ mình nhìn theo cái nhìn của Bồ Tát, đây là hai người phát nguyện chăm sóc cho một chúng sanh. Cho nên mình tu là mình chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện của mình. Quý vị đừng có để cái chữ nghiệp nó đè mình. Trời ơi, đứa con này là nghiệp của tôi, ngày nào mình cũng nói vậy hết. Cái tự nhiên mình, mỗi lần mình thấy nó là mày là nghiệp của tao. Giờ mình thấy đây là nguyện của tôi. Ngài Bồ Tát Địa Tạng á, ở dưới, ngày ở dưới địa ngục là toàn là những người tội nhân xuống địa ngục không? Có bao giờ một chúng sanh nào mà hạnh phúc lại báo cáo cho Đức Quan Âm không? Quan Âm ơi, con hạnh phúc quá trời, không có. Quan Âm ơi, con khổ dữ lắm. Con khổ thế này, con khổ thế kia. Cho nên mình khổ mình mới tới với Đức Quan Âm. Thì cái hạnh nguyện của mình cũng như vậy. Cho lại chúng chuyển nghiệp thành nguyện. Bất cứ việc gì đến với mình nguyện mình làm thì mình sẽ vượt được. Nhiều lúc Pháp Hòa cũng mệt dữ lắm. Nhưng mà Pháp Hòa, khi mình mệt á, cái Pháp Hòa nói thôi chắc tại mình nguyện làm. Thì mình nguyện xong rồi cái thì tự nhiên mình đủ sức khỏe mình làm tiếp. Trời ơi, quý vị chưa từng thấy có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mấy đứa nhỏ đến thôi thôi, năm tới chắc không làm nữa đâu. Nhưng mà khỏe rồi cái muốn làm tiếp, tại không đành, không bỏ được. Thương lắm. Mình thương nó cho nên mình phải làm hết tất cả. Chứ nhiều lúc mình bực dữ lắm. Quý vị biết là nó lớn, nó lì theo cái lớn chứ. Ra lệnh 11 giờ đi ngủ mà có đêm nào 11 giờ nó vô giường đâu. Mà nó xài quần cỡ nào thì mình cũng phải xài quần theo nó. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, làm gì làm nó vẫn còn chịu ngồi đây. Đủ hạnh phúc, đủ vui rồi. Nó không chịu, nó chống lại mình, nó đi về, mình làm gì nó. Nó không đi mình làm gì nó.
Cho nên Pháp Hòa suy nghĩ kệ nó lì gì lì, mà nó vẫn còn ở đây, mình cũng đủ đủ vui rồi. Cho nên nó làm gì làm, nó vẫn gặp mình, nó gọi mình bằng mẹ, không? Nó hai mâm cũng được rồi, đừng có biểu khoánh tái lại. Chuyện đó khó ha. Có gì hưởng nấy đi. Lời cuối cùng, hồi nãy Pháp Hòa lên lầu, lên chánh điện á, thì có một em nhỏ nó mới báo cáo. Nó kể thôi, nó nói hồi nãy thầy Huệ Tạng hỏi con, what is the unconditional love? Thầy Huệ Tạng hỏi con là mình thương yêu một cách vô điều kiện là gì. Em biết hai bên nói tới nói lui sao, thì nhắc lại một cái lời Pháp Hòa nói. Thì thầy Huệ Tạng mới nói, thầy's always said, là thầy luôn luôn nói, less expect, more accept. Đó là tình thương vô lượng. Cũng giống như bây giờ mình nói có gì hơn nấy vậy đó. Mình chữ expect là mình bắt buộc, còn accept là mình tiếp nhận, phải không? Mình bắt buộc thì mình khổ, mình chấp nhận là mình hạnh phúc. If I don't have what I want, I will be happy with what I have. Cái mình muốn và cái mình có nó khác lắm. Thí dụ như mình có 100 đồng mà muốn cái nhà 1 triệu, mình không có được cái nhà 1 triệu đâu, tại mình có 100 đồng à. Thành thử thôi, có 100 đồng ở nhà mướn. Khi nào có 100 ngàn ở nhà mua, mà nhớ có 100 ngàn mua cái nhà mua 100 ngàn, cũng đừng nhịn nhà kia 1 triệu. Ngày nào cũng ngó qua nhà 1 triệu hết trơn. Rồi chắc lưỡi hít hà mà quên cái nhà mình đang ở. Mình khen nhà người ta, nhưng mà thật sự là cái nhà 100 ngàn này nó mới thật sự đang che mưa che nắng cho mình đây. Cho nên đừng nhìn con người ta chảy nước miếng, nhìn con mình chảy nước mắt. Không? Mà mình nhìn con mình để mình vui với những gì nó thủy chung cũng là sản phẩm của mình. Cho nên lỡ mà đổ bánh xèo, bánh khọt mà không ngon cũng ráng ăn, thôi bỏ uổng. Nấu ngon nấu dở cũng phải ăn. Tình thương vô lượng là có gì mình nhận cái đó. Giống như quý vị đến đây, quý vị bằng lòng với những gì chùa cố gắng làm cho mình, mặc dù chỗ ngủ không thoải mái, ăn không đủ ngon, không đủ no, vân vân. Đã ăn ít mà còn bị mũi chích, đã không có máu mà còn mất máu. Nhưng mà mình cuối cùng ai biểu tới? Tới thì phải cúng dường. Cúng dường chút máu cho mũi. Thí dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ như vậy để đại chúng nhẹ lòng. Mình mở lòng ra, mình tiếp nhận con mình như là, và mình tìm cách nhẹ nhàng, làm sao con mình như thế nào mình nhận như thế đó. Rồi do cái sức nhẫn nại kiên trì tu tập của mình, chỉ có mình mới cảm hóa được con mình, vì nó với mình sẽ tiếp xúc mỗi ngày. Người dưng nó tới đây, nó có nghe lời quý thầy đi nữa, nhưng cũng chỉ 5 ngày thôi. Nó giống như một cái cuốn lịch mà quý vị cuốn xong rồi, hàng năm lịch các tiệm họ cho mình nó cuốn tròn lại đó, về cái mình bẻ ngược lại, cái mình treo lên, lúc sau nó cong trở lại. Có không? Nó giống như cuốn lịch vậy đó. Và nó giống như trái banh vuông vậy đó, lật đâu nằm đó. Hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá cái lăn được dài dạo. Mình thấy mẹ mình cực, mình chạy tới phụ. Mình đi học về, mình thấy ba mẹ mình đi làm chưa về, mình rửa chén, mình quét nhà phụ. Bây giờ không có, nó không có làm mấy cái đó. Và nếu mình rửa chén, nó rửa đúng cái chén, nó không rửa muỗng. Còn không có kêu nó rửa chén, nó không rửa sinh. Trời ơi, mình expect nó rửa chén xong nó chùi sinh, tưởng sao nguyên đóng chén sạch hết, nhìn lại cái sinh. Trời ơi, tức muốn chết. Nhưng mà thôi nghĩ lại, có còn hơn không? Nó rửa chén, giờ mình rửa sinh. Còn hơn là mình rửa hết, hốt hụi hết. Em đang nói tâm trạng của em.
Nhiều lúc em vô em thấy chén úp lên hết rồi mà cái sinh nó không rửa, thôi em sang tay vô em rửa sinh, tại em nghĩ còn hơn em hốt nguyên nồi. Kêu nó quét nhà, nó quét đúng cái trai đường, hai cầu thang nó chừa nó không quét. Thôi em đi quét cầu thang, tại em nghĩ còn đỡ em quét nguyên nhà. Quý vị hiểu ý và nói không? Thật nhiều khi mình sống như vậy á, mình mở lòng được mình, và con mình chính là một đối tượng, một Bồ Tát độ mình, độ cái sức chịu đựng, cái sự kiên trì, và chính cái kiên trì đó mình độ con mình lướt qua được, và mình với con mình cùng lướt qua được. Còn nếu mình cương nó sẽ đứt, và cuối cùng nó là cái đứa sẽ đi rời tay mình, nó khổ, còn mình thì sẽ chịu khổ, tại vì nó mà có gì đi nữa mình cũng hốt à. Thành nữ ra thôi chịu đựng đi, để nó ở trong nhà với mình. Cho nên nhiều khi nó chơi game mà nó không đi, còn mình cấm nó chơi game ở nhà để khuất mắt mình thì đi chỗ khác nó chơi, rồi mình phone nó riết nó không bắt còn hồi hộp hơn nữa. Có bị chưa? Có bị phone nó không bắt chưa? Nhiều khi nó phone nó không bắt rồi mà phone đã phone tiếng còn đỡ, nghe toàn video kho không à. Hỏi chi vậy, để kiểm soát cho con ở đâu. Cho quý vị biết không, độ vô lượng vô số chúng sanh, duy có một chúng sanh khó độ mình độ được. Cho nên ở trong kinh gọi là nhất xiển đề, là trong kinh dịch nghĩa cái chữ nhất xiển đề là bất tín, người không có niềm tin. Nghĩa thứ hai, tín bất cụ, niềm tin không đầy đủ, nhưng họ vẫn có thể cảm hóa được, dù họ là nhất xiển đề. Thì con của mình cũng vậy, đừng nghĩ nó không cảm hóa được. Nó qua cái tuổi thôi, nó qua cái chuông. Và quý vị luôn luôn nuôi một cái tâm niệm, rồi mọi việc sẽ qua, bằng cái cách sống hạnh phúc, tha thứ, ôm ấp của mình, để giúp đỡ cho con mình nó vượt qua cơn sóng trong lúc này. Nhất là cái thời buổi mà quý vị gặp người, hồi nãy Pháp Hòa gặp sư Tích Lan á, sư Tích Lan tới đây thăm với hai cô Phật tử, hai vị Phật tử, thì thấy chùa mình tổ chức khóa tu về cho mấy đứa nhỏ, sư khen lắm. Và sư mới nói á, tôi rất là tán thán, tại vì thời bây giờ con nít nó bị lôi cuốn bởi những cái máy điện tử, những cái phone vậy đó. Thì cái bà Phật tử bảo nó không phải là trong cộng đồng của mình không đâu, the whole world, cả thế giới. Và không phải con nít nó bị cuốn lôi đâu, người lớn cũng bị lôi cuốn như thường. Bằng chứng nè, lên chánh điện mất cái phone quý vị sẽ thấy họ chạy. Vô nhà nào có wifi không chị? Có ổ điện ghim chạc không chị? Đấy không? Bản thân hết battery không lo chạc, lo chạc cái phone thôi. Thật ra mình cũng bị lôi cuốn như thường, chứ đừng nói con nít. Phật Thích Ca là vị thầy bổn sư của mình, lúc nào cũng niệm dành, sợ người ta dành của mình, đã nam mô bổn sư. Bổn sư là thầy của tôi, mà nguyên thủy danh hiệu Phật không có từ đó, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Nhưng mình muốn xác định vị thầy này là thầy của tôi, cho nên mình mới thêm hai chữ bổn sư để xác định rằng this is my teacher, my original teacher, Shakyamuni. Mình thêm chữ bổn sư. Chữ nguyên thủy tên Phật là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Chữ Nam Mô là cung kính, lãnh lễ, ướng lễ. Vậy thì khi mà chúng ta xác định cái việc của vị đó, cái hạnh tu của vị đó, lúc nào cũng niệm Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, cứu khổ, cứu nạn, linh cảm ứng, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mình chỉ muốn Ngài Đại Từ với mình, Đại Bi với mình, cứu khổ mình, cứu nạn mình, và xung quanh mình, tới rồi chết đi. Mình niệm cái danh hiệu của Ngài mà mình không có thể hiện được. Mình chỉ muốn cho mình thôi.
còn người khác mình không quan tâm. Thì mình hiểu chưa đúng? Hoan hỷ cúng dường đến các tỳ kheo sa di là bậc đa văn, những vị học pháp, hành pháp và duy trì giáo pháp. Một vị tu sĩ có ba việc phải làm: nghe pháp, học pháp, hành pháp và duy trì pháp. Cho nên bổn phận của một người xuất gia lớn lắm. Một vị nào có cái tâm trí xuất gia thì đừng nghĩ rằng mình đi xuất gia để mình vào chùa mình được ở yên, mà mình phải biết rằng bổn phận của người xuất gia là phải hoằng pháp lợi sanh. Đó bổn phận của người tu mà. Cho nên quý vị có việc gì quý vị đến với quý thầy. Mỗi chùa nào mà được một vị thầy đó là cái phước. Mình không biết cái gì mình đến thầy mình hỏi. Mình muốn đọc cuốn sách nào mình chưa chắc cuốn sách này có đúng chánh pháp không, cầm cuốn sách đó là con có thể đọc được cuốn này không. Có nhiều khi cuốn đó đúng là Phật pháp nhưng có thể trình độ mình chưa đủ để mình tiếp nhận cuốn này. Quý thầy đã khoe đọc cuốn này chưa? Tại vì giáo lý nó cũng có từ thấp đến cao. Mình chưa biết cái cơ bản mà mình đi cất cái nhà lầu 3 tầng sập chết. Cho nên ra Việt Nam có món cao lầu ăn ngon sập lầu. Mình không biết được cái giáo lý cơ bản. Cho nên mình phải hộ trì cho các vị. Hồi nhỏ khi Pháp Hòa đi xuất gia đó, cái ngày Pháp Hòa đi xuất gia đó, quý vị biết Pháp Hòa không có tới cái nón để đòi. Thì có một bà cụ đến miền Bắc, bây giờ bà còn sống tại Canada. Bà đi ra chợ người ta bán đồ second hand, mấy cái đồ cũ. Bà mua cho Pháp Hòa cái nón 2 đồng. Bà về bà tặng. Bà quý vị cũng biết là suốt 3-4 năm trời đi học ở trung học, không có tới cái nón thứ hai. Đổi một cái nón đó. Đổi đến mức độ đó. Một tuần lễ mình đổi 5 ngày đi học, cuối tuần nó dơ. Nhiều khi bận rộn không có giờ giặt. Giặt xong quên bỏ vô máy sấy. Máy sấy nó nhão, cái len đó. Trời ơi, đổi vô nó lợn. Con bà phải lấy chỉ, con bà rút để mà mình đủ mình đổi. Nhưng cái nón đó, ngày nay dù con bà có bao nhiêu cái nón, nhưng cái nón của cái ngày đó nó vẫn nuôi cái tâm trí. Cái ngày con bà đi thọ tỳ kheo, có một cô sau này cũng đi xuất gia, cô nhét vô tay Pháp Hòa một cái gói bao thơ, trong đó có mấy dòng chữ của Đức, lúc đó cô 70 tuổi. Hôm nay chú Pháp Hòa đi thọ tỳ kheo sẽ trở thành một vị thầy. Con không có gì để tặng, con chỉ có mấy chục đồng con để dành. Quý vị biết Pháp Hòa ra phi trường rồi, mở cái túi này ngồi khóc xuống, không bao giờ đụng vô cái món đó. Vì chính những cái đồng đó nó nuôi mình. Cho nên cái hành xử của Phật tử đối với chư tăng đó, mà để cho chư tăng nuôi được cái đạo tâm của mình có phước lớn lắm. Có nhiều khi mình làm sao ta chán đời, ta vô đây, chán đây ra kia, rốt cuộc thầy cũng luân hồi với mình. Nhiều khi cư sĩ Phật tử ngoài đời sống gió triền miên, con vào cửa đạo tâm yên rụ rượi, tới đây con gặp mấy người soi trên chỉ giới, con đời cô đơn. Cho nên mình nuôi cái vị thầy, nuôi phải một tiền bạc gì, cái tâm nguyện có qua đường một cái phước đó. Mấy bà cụ thương lắm, thậm chí hồi nhỏ đi vô chùa phá quậy mấy bác đó. Còn đuôi áo tràng, mấy bác tới chùa không cho mấy bác về, tại ở có mình là buồn đó. Mấy bác tới đem cái giỏ đem cất giấu đó. Tối ta về đi kiếm giỏ muốn chết, cuối cùng ta năn nỉ chú cho giỏ bác lại đi, bác đi về mai bác lên lòi cái giỏ. Thì có một bác nói với mấy vị, không kệ chú,
chú ở chùa một mình chú buồn, kể cho chú giỡn đi chú vui, để chú ở chùa chú tiếp tục chú tu. Những cái lời nói đó vô tình mình nghe được, nó dẫn nuôi mình tới được. Cái ngày mà ra phi trường, lúc bắt nhét vô tay thì đâu có kịp có. Tới hồi check in rồi xong hết, ngồi mở cái thơ này, 25 xu, một đồng, hai đồng, đâu được chữ hai chữ đồng, với một dòng chữ. Quý vị biết Pháp Hòa nói là, cho tới bây giờ, Pháp Hòa là một vị tiên kẹo, gần 30 năm rồi, mà cái gói tiền đó Pháp Hòa dành chuyện. Những cái ân tình của một người cư sĩ Phật tử đối với chúng ta chính là cái hình ảnh. Ví dụ có nhiều bác thương các thầy yêu con, chứ các thầy không thấy cô đơn là tại vì mình vô chùa mình xa cha xa mẹ, bây giờ mình thương ở trong chùa mà được nhiều bác thương mình như cha mẹ, cho mình làm sao để mình thương các thầy như anh mình, như em mình, như chị mình, như con mình, không có cái tư niệm khác, không có chiếm hữu, và nuôi dưỡng để cái tâm trí của thầy hành đạo, và chính mình nuôi tăng, dưỡng nuôi cái tinh thần của vị tăng, tâm bồ đề của vị tăng, tức là mình hộ pháp tại thầy còn thì gì còn, thầy còn thì thầy tiếp tục thầy đi tu, đi giảng, và thầy duy trì ngôi chùa, cho nên mình nuôi tăng, nuôi tăng cũng là mà nuôi tăng cũng là nuôi Phật, tại vì nuôi những gì thầy đã học được từ cái nuôi Phật giáo pháp truyền đạt tới chúng. Có sự ưu tư trong việc chấn hưng Phật pháp khi thấy dấu hiệu bị suy thoái, bị phá hoại. Trong bất cứ thời đại nào cũng có những cái biến tướng, những cái phiền não, những cái thị phi. Nhưng mình là Phật tử, mình phải có một cái chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị phải tâm niệm một câu: nhân hư, đạo bất hư. Người có hư, nhưng đạo nó có thở ra. Cho nên mình phải giữ được cái tâm. Khi thấy Phật pháp bị người khác chà đạp, bài xích, giống như ngàn mũi kim mà đâm vào trong tim, chứ không phải mình không có tán thán thôi. Cái gì sai nó có phần, mà nếu mà mình là người tỉnh thức, mình nhận cái sai đó, kiếm tìm cách sửa. Đức Phật dạy trong kinh, một gia đình nào muốn hạnh phúc, gia đình đó phải làm mấy việc. Một, biết sửa cái hư, biết xây cái mới, biết giữ cái đang có, biết trân quý cái đang có. Thí dụ nè, vợ chồng sống với nhau không trân quý nhau, đó là không biết trân quý cái đang có nè. Rồi mình làm khổ nhau bằng lời nói, bằng hành động. Một ngày nào đó người đó không còn thì mình sẽ buồn, sẽ hối hận. Rồi thậm chí những cái tật hư của mình không có chịu sửa thì làm sao cuộc sống mình nó đi lên được. Ai mà không có tật, có điều tật lớn tật nhỏ thôi. Và mình anh hùng thì mình nhận cái sai của mình, mình thương người đó thì mình phải sửa cái tật. Tiếng Mỹ nó hay có cái từ là mình looking for a match, cái người tương tâm. Nhưng mà thử hỏi sao đồng nó, nội người Bắc với người Nam về sống cũng khó đồng đó. Chưa nói mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau, cho nên mình về mình phải cố gắng, mình squeeze in, cố gắng mình xích vô xích ra để cho mọi việc nó được đi vào khớp. Đức Phật dạy kỹ đó, vợ chồng phải có cái đồng tuệ, đồng tính. Tính là niềm tin. Niềm tin đây không phải là một tôn giáo không, mà tin cái gì thiện lành nên làm. Ví dụ như vợ muốn làm từ thiện,
chồng không muốn làm là khổ được. Mẹ người chồng mà không tán thường, không tán duyên, không tán tháng ấy, thì người vợ làm mà biết làm gì không? Làm lén. Có đôi khi tiền không dám trích, phải lén lút làm. Mà chỉ có việc làm thôi, nhưng mà tại vì người bạn đời mình không có đồng tình. Cho nên á, mình phải ưu tư. Cũng giống như quý vị thấy gần đây, con mình phải còn nó lớn rồi, thì cái việc mà đi chùa nó xa dần, phải không? Nó không có đi chùa giống mình. Rồi bây giờ là chắc tuổi trẻ bây giờ không có đi tới chùa giống như là ngày xưa mình đi. Rồi bây giờ mình tưởng tượng mà nếu mình về nhà mình không khuyến khích, mình không hộ trì nó, chùa tổ chức khóa tu, thì mình nên khuyến khích để cho các em nó đi dự khóa tu. Khóa tu phải là tu để làm gì? Mà vào trong đó được học những cái hay, những cái lành thiện, để nó về cái tập sống. Vì vậy cho nên á, có ưu tư trong việc chấn hưng Phật pháp khi thấy dấu hiệu bị suy yếu. Nhiều khi á, chùa to lắm nhưng mà không còn người đi, thì cái đó là một dấu hiệu không tốt. Cho mình phải làm sao để cho ngôi chùa nó hưng thịnh. Mà muốn hưng thịnh như vậy không phải do chùa to Phật lớn, mà do những người sống trong ngôi chùa, đi sinh hoạt trong ngôi chùa, hành đạo trong ngôi chùa. Tùy khả năng của mình hỗ trợ chư tăng trong các cái việc mở lớp giảng dạy. Cho nên Pháp Hòa hay cảm ơn Phật tử, tuần nào quý vị cũng chịu khó đi nghe pháp. Để chi? Để quý thầy phải tìm tòi, phải học hỏi, mình chịu khó mình nghe. Có thể những điều thầy nói mình biết hết, nhưng mà mình ngồi mình nghe để làm gì? Để tán trận. Cho nên trong bốn chúng nghe pháp có một chúng gọi là gì? Tán trận. Ví dụ như quý thầy, quý sư cô hôm nay là tán trợ chúng, còn quý vị là đương cơ chúng, còn các thầy biết hết rồi, nhưng mà họ kệ đang ngồi yểm trợ tinh thần, đó là tán trợ chúng. Vì vậy mà mình hỗ trì cho các thầy trong cái vấn đề Phật pháp là gì. Đối với chư tăng, Đức Phật dạy phải có niềm tin vững chắc với tăng chúng. Trước hết, tăng là gì? Một, tăng là một phải đoàn thể 4 người trở lên. Thứ hai, phải hòa hợp, thẩm định. Trong chùa 20 người, mà ông ai thuận cãi hết, thì ta không đúng chữ tăng. Mặc dù sống có cái chúng đó, số lượng thì dư lên. 4 người là gọi là tăng đó. Về số lượng thì có, mà về bản chất không có. Cái này là cái quantity có, mà cái quality không phải. Cho phải làm sao mình có lượng, có phần. Nhìn cái chuông rất đẹp, nhưng phát ra cái tiếng gồ ghề. Có những cái chuông nhìn không đẹp, nhưng tiếng chuông rất hay. Như tiếng chuông này không mà bảo đảm rất hay, tại vì nhìn vô biết chuông nhìn. Chuông này hay lắm. Cái chất lượng của nó, cái cách làm vua chuông, cái đồng này đủ chất, đủ sức để mà nó phát ra một tiếng chuông này. Thì mình cũng vậy, mình làm sao mình nhìn trong chúng độ cái chùa nó đông Phật tử lắm nha, nhưng đông để làm gì? Đông để phát huy tinh thần hòa hợp, hay là đông để rồi năm phe bảy nhóm? Đó không có. Cho nên tự mình, quý vị trở về trong kinh quý vị đọc, Đức Phật nói trong cái đại chúng nó có những cái đại chúng khác nhau. Không phải nhớ trong kinh Đức Phật nói có những chúng, có những hội chúng giao búa, có những hội chúng cao thượng. Đức Phật giải thích thế nào gọi là hội chúng giao búa? Mở miệng nhau là móc. Thí dụ cái người đó ta không làm gì hết, dính mắt mình ta không làm gì hết, cái mình vừa thấy người ta chứ
thôi tôi đi về nghe, đúng ăn đó, ta đúng làm nhớ. Mình không phải nói mình, nói người kia. Nhưng mà mình gặp nhau, cái tâm mình bất khởi qua hành động, qua lời nói. Ta nghe một lần, ta thôi, ta nghĩ không có gì ngon quá. Nhiều lần ta nghĩ, ta mất ta. Từ đó cái bắt đầu ta sai dần. Không thôi thì chúng ta móc méo, nói xiên, nói xéo, rồi nói xa, nói gần. Từ chúng ta có những biểu lộ, những cử chỉ làm cho buồn phiền trong chúng. Thậm chí gặp người đó thì mình có những thái độ mà như là người ta là kẻ ăn cắp của chùa, như là người ta là cái gì đó tội lỗi lắm, làm cho trong chúng nó xáo trộn. Thì Đức Phật nói trong kinh, quý vị dở kinh, quý vị sẽ thấy hội chúng cao thượng, hội chúng giao múa. Giao múa là lời nói với nhau, cái cách sống. Cho nên khi mình đọc trong kinh, mình mới biết rằng Đức Phật là một bậc thầy, biết hết tất cả mọi cái ngõ ngách và cách sống của chúng sanh. Và thưa đại chúng, thời Phật cũng có khác thời mình đâu. Phật cũng đau đầu lắm, Phật cũng nhiều việc phải xử mỗi ngày lắm, chứ không phải mình bây giờ không. Chứ cái người mà kinh nghiệm chuyện nào ta nói pháp hay chuyện đấy, tại nói mà kinh nghiệm. Người nào mà kinh nghiệm chuyện nào, khổ đau chuyện nào, họ sống hay chuyện nào, tại vì họ trải qua. Cho nên Đức Phật, chứ không phải mình bây giờ không. Chứ cái người mà kinh nghiệm chuyện nào ta nói pháp hay chuyện đấy, tại nói mà kinh nghiệm. Người nào mà kinh nghiệm chuyện nào, khổ đau chuyện nào, họ sống hay chuyện này, tại vì họ trải qua. Cho nên Đức Phật nói tăng là một đoàn thể từ bốn người. Hai là phải có hòa hợp, phải có thanh tịnh. Một nhóm tăng mà không hòa hợp, không thanh tịnh thì làm sao phát huy? Đó thôi, bây giờ nói đơn giản nè. Muốn con về nhà ăn cơm với mình mà hễ hai vợ chồng sát lại là gây lộn. Gia đình lẽ ra bốn người, cuối tuần tập hợp một đoàn thể của tăng. Nhưng mình nói sao còn có hai người, nó không dám về. Nó về nó phải nghe, sao nó dám về. Một cái gia đình là một đoàn thể của tăng, cho nên mình phải sống như thế nào, phải hành xử với nhau như thế nào, để con cái nó chịu thích về với mình. Tại vì cái cách nói năng của mình làm cho nó dễ chịu. Nhiều khi nó đi làm cả tuần lễ nó mệt mỏi, nó ăn uống bên ngoài nó không có ngon, nó thèm một cái món ăn của mẹ nó. Nhưng nó bước bước vô nhà, nó nghe ba nó sổ vài câu với mẹ nó, nó theo mẹ con đi luôn. Con ở đây một lát con phát điên lên, con tức giận lên, con nói với ba con mang tội hổn. Rồi ba lại mẹ lại không vui nữa. Có nhiều đứa con có tội nghiệp, nó biết đó, nó bất mãn cho mẹ, thì nó nói lại, nó nói lại cái mang cái tiếng là bất hiếu là hổn. Rồi mẹ đứng cửa giữa, mẹ khó xử bên chồng, bên con. Cái chuyện đó nó hàng ngày nó xảy ra. Chúng ta thường gọi là ghen nhau như cơm bữa. Nhưng mà nói trật lắc, có bữa cơm nào đâu ghen. Đâu có ngồi ăn được đâu, có bữa cơm nào đâu ghen. Nếu mà ngồi ghen nhau như cơm bữa cũng đỡ, để ít nhất cũng được bữa cơm. Còn ngay riết có bữa nào, là rốt cuộc là mạnh ai đến sống, mạnh ai đến ăn. Cho nên rồi, kêu là bạn đời, nhưng mà rốt cuộc là bạn cơm, cơm đời. Gặp nhau là cơm. Bạn đời mà không nắm tay được đi chứ. Thành thử ra người ta phải ra ngoài khác, người ta kêu bạn thân. Cho nên mình kêu là đi giới thiệu với người ta, đây là nhà tôi. Tiếng Việt Nam mình đã giới thiệu chồng vợ nhà tôi. Mà nhà tôi là cái nơi mà quy tụ tất cả những cái dễ thương, cái hiền lành, chứ không được. Cho nên mình phải thường xuyên nhận diện Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, không phải trên mặt ngoài, không phải trên chữ nghĩa của kinh điển, mà Phật ngay trong đời sống chúng ta là một ý thức giác ngộ. Pháp chính là cái cách sống của mình,
là những người chúng ta ứng pháp, chúng ta ứng xử. Bây giờ quý vị sẽ thấy Tam Bảo không xa nha. Tam Bảo ngay trong đời sống. Mỗi khi chúng ta có đủ cái tỉnh thức, cái sáng suốt để nhận diện đó là Phật, rồi chúng ta ứng xử với nhau như thế nào mà trong cái pháp đó nó chuyên trở được từ bi hỷ xả, giới định huệ, đó là pháp. Học pháp để làm gì? Học pháp để có phương pháp. Phương pháp ứng ngoài đời, ngoài sở, về nhà, gia đình. Pháp không phải để xử việc ở trong chùa không, mà pháp để chúng ta ứng xử trong mọi việc trong cuộc sống. Sống được như vậy, khỏi cần thuyết pháp giảng chứng, mà người ta sẽ thấy mình là một bài pháp sống rất là lương tâm, biết tùy duyên, biết chuyển hóa, biết ứng cơ, biết đối đãi. Sao lúc này chị dễ thương? Dạ, tôi nhờ học Phật pháp. Có Phật pháp là có phương pháp. Phật pháp không phải để đọc trong kinh, mà Phật pháp để chúng ta ứng dụng trong đời sống. Và cái pháp này, cái pháp tỉnh thức, cái pháp giác ngộ, cho nên gọi là Phật pháp, chứ không phải pháp khác. Cho nên chữ pháp có nghĩa là gì? Là chân lý, là lẽ thật, là con đường mà mình sống mà mình bế tắc, đường không có. Mặc dù ở xã hội này đường rất nhiều, trong phone của mình có một cái Google Map, muốn đường ra bóng là ra đường đó liền. Mình có thể tìm đường rất giỏi, nhưng mà bản thân mình hết đường bế tắc, có không? Có nhiều khi ai biểu đi đâu mình cũng có đường để đi, nhưng mà khi hành xử trong cuộc sống mình không có đường để ứng xử. Đâu phải lỗi của ai, lỗi mình không có học. Và nếu mà có học, không có hành. Cho nên khi học hành, học là phải hành. Mình không hành cái mình học thì cái học nó không tỏ, nó không sáng. Cho nên hôm nay nhân cái ngày rằm, chúng ta gọi là ngày vọng. Vọng là gì? Mỗi khi mà ai có một cái ước nguyện gì, người ta hay đợi cái ngày rằm, người ta hướng về ánh trăng. Tại vì ánh trăng nó có cái sức mát dịu, nó có cái trong sáng, cho nên người ta thường trời tối tĩnh mịch, người ta ra người ta nhìn trăng để người ta gửi gắm những cái lời nguyện, những cái tâm tình, những cái ước muốn. Cho nên trong kinh, cái ngày mà tụng giới, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày vọng. Ngày vọng là biết ngày trăng tròn. Hôm nay là ngày sóc, là ngày mùng một trong quá trăng. Nhưng mà chữ vọng là gì? Chữ tổ giải thích vọng là hướng, nghĩa là tâm trí của mình lúc nào cũng hướng về cái sáng. Và khi mà chúng ta thường thường ban đêm, nó cho con người một cái cảm giác tĩnh lặng. Cho nên mình đó, trong cái cảnh u tối tịch mịch, Đức Phật ngồi thiền và chấn nhiếp ma quân trong đêm tối. Vì tối là tượng trưng cho vô minh, cho khổ đau, cho dày đặc. Nhưng mà từ cái khuya đó, ngày dần dần ngày sáng rồi, bình minh vừa ló dạng, Phật giác ngộ Phật đạo. Mình đi chán, đi tới đâu núi là bà có bình minh, rủ nhau đi đón bình minh. Chiều về ngắm chiều tà, ngắm hoàng hôn, ngắm sáng đón chiều nhìn. Nhưng mà chúng ta không làm gì đó. Chúng ta đón bình minh là đón một ánh sáng, đón một cái gì nó mới mẻ. Thì tâm thức của chúng ta có mở lòng để đón một cái gì đẹp đẽ mới mẻ của ngày mới không? Tôi như vậy đó. Hồi nhỏ ba má tôi dạy tôi, giờ tôi phải vậy. Ba má mình dạy mình cũng đó. Và cái thời đó như vậy, như vậy. Qua đây thời đại nó khác, mình tự nguyện chuyện cũng cái đó đó. Giờ nó đâu có đi đâu đó.
Ở Việt Nam quý vị có biết đi mạ cúng cúng 5 cái mộ, 10 cái mộ trong dĩa trang, ta sắm con dĩa trái cây đó. Ta lại ta cúng mộ thứ nhất, 10 phút sau ta bưng dĩa ta cúng mộ thứ hai. Đâu có cần cúng chi 10 dĩa. Ông bà cũng xa. Có dạo Việt Nam cho đồ cúng cúng giái khấn bà còn trúng lắm, một cúng con heo, không có khả năng mua cúng lại bướm cúng con heo cúng. Là mình nói chơi, nhưng mà ở đây có còn muốn trở lại cái chuyện